Khi đạo Phật du nhập vào các nước phương Đông như là Trung Quốc, Việt Nam, cái phương pháp đi khất thực nó không còn phổ biến được nữa, nó không có thể thực hiện được nhiều, thì bắt đầu chư tăng phải nông thiền. Quý vị hiểu chữ nông thiền không? Nông thiền nghĩa là nhà chùa bắt đầu phải làm nông, làm ruộng, trồng trọt. Mà đã làm nông, trồng trọt thì bắt đầu trồng rau và mua rau ăn, chứ không có mua thịt cá. Tại vì bây giờ mình chủ trì được cái chuyện ăn uống của mình rồi, mình tự nấu ăn được rồi, thì mình đề xướng cái việc đó. Ở đây muốn nói là chỉ nói cho những người ăn chay mà mình còn coi thường người ăn mặn. Mình coi mình ăn chay là giống như là một cái gì đó rất là tu, rất là giỏi. Cho nên rồi có đôi khi mình sanh cái tâm không có kính trọng những người người ta chưa ăn được. Bây giờ mình cứ nói, mình cứ tôn trọng mọi người đi. Nói đơn giản là không ăn được, họ chưa có hoàn cảnh để ăn. Có nhiều người cũng ăn chay mà ta chưa có hoàn cảnh. Hoặc là có người người ta không có khả năng ăn là vì người ta ăn không được, người ta chưa tập người ta ăn. Thì bây giờ mình ăn chay được, mình ăn. Và mình khuyến khích người ta ăn từ một ngày cho tới nhiều ngày. Có nhiều vị cũng nói, sao con thấy thầy khuyên Phật tử ăn chay có ngày à? Bây giờ người ta chưa ăn được thì mình khuyên người ta ráng một tháng một ngày, rồi dần dần ăn hai ngày ba ngày. Chứ bây giờ người ta chưa tu được, người ta chưa ăn được, mình bắt người ta ăn chay một cái rầm sao ta ăn được. Mà mục đích thật sự tu hành là gì? Là chuyển hóa tham sân si. Ăn là trợ hạnh chứ không phải là chánh hạnh. Thí dụ như mình ăn chay, mình tâm tánh cũng hiền hòa, bớt nóng nảy, dễ tiêu hóa, bớt bệnh tật. Nó rất nhiều những cái lợi ích của ăn chay. Thì mình khuyến khích mọi người ăn chay, nhưng chúng ta vẫn phải hiểu rằng đây là chúng ta đang khuyến khích để mọi người hướng về cái con đường thực tập ăn uống lành mạnh. Chớ nó không phải là cái pháp tu đặc biệt gọi là để thành Phật. Cho nên nói cho rõ để đại chúng đừng có hiểu lầm là mình không khuyến khích người ta ăn chay, không phải. Nhưng mà mình phải biết cách khuyến khích. Còn nếu mình muốn người ta ăn chay mà cái cách mình nói làm cho người ta tự ái, người ta cảm thấy người ta, thí dụ nha, có nhiều khi mình ăn chay được, cái anh này nè, nghiệp chướng nặng nề lắm, tội lỗi dữ lắm, ăn chay không được. Chưa gì hết là mình đã phán cho người ta một câu là nghiệp chướng nặng nề bởi vì không ăn chay được. Thì làm sao người ta còn đủ tinh thần? Người ta mình không có khuyến khích. Mình nói anh chưa ăn được, thôi anh ráng nửa ngày được không? Rồi anh ăn được á, tôi nấu cho anh ăn. Chị ăn nửa ngày thôi. Pháp Hòa là luôn luôn á, là bằng mọi cách hướng dẫn cho người ta từ một cái bước đầu cho đến khi người ta có thể bước được bước thứ hai. Chứ không thể nào người ta chưa biết đi mà đã bắt người ta chạy. Có những người người ta ăn một ngày ăn cũng không nổi nữa kìa. Một ngày cũng không nổi nữa chứ đừng nói là ăn hai ngày. Cho nên có nhiều người là ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Mình ép quá là người ta nửa ngày ta không nổi, ta cứ ăn mà ta cứ trông chờ 12 giờ Phật ngủ. Có nhiều người ăn chay mà chờ Phật ngủ, giống như Phật là đang look after, đang coi chừng mình vậy đó. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng không có hiểu lầm cái ý. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Lìa kinh một chữ mà nói, mình với ma nói giống nhau. Như vậy rất là khó. Là cái chỗ nào? Cái chỗ ở đây là chúng ta biết căn cơ, biết hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta khuyến thiện. Ví dụ bây giờ á, Ngài Ca Diếp á, đi xin ăn của người nghèo. Trời đất ơi, đi xin ăn của người nghèo
Nhưng mà ngày tới ngày sinh gì? Bà già kia nói trời ơi, ngày hết chỗ ngày sinh rồi, ngày không thấy tôi nghèo không có gì để ăn, sao mà ngày sinh tôi có cái gì đâu cho. Tôi không xin cái của bà, tôi xin cái lòng bố thí của bà. Dạ, con mới vừa có một chén nước canh người ta cho mà nó chua rồi, cho tôi cái chén đó đi. Ngài Ca Diếp xin cái chén đó, tại vì cái lý do là muốn khởi cái lòng bố thí của một người nghèo này, cho nên ngài xin cái nghèo của bà đó. Bà cho tôi cái lòng bố thí của bà, còn cái vật cái gì cũng được. Vì có nhiều người á, người ta có nhưng người ta không cho. Có nhiều khi người ta ghét, ta nói sao, thà là bỏ chứ không cho ăn. Cái nhiều khi người ta sống bằng cái tâm niệm như vậy. Cho nên mình ở đây là mình phải có tuệ giác để khuyến hóa người khác, chứ không phải là mình biểu ta không ăn chay. Nhưng mình phải biết căn cơ hoàn cảnh. Mình khuyến khích chung đại chúng cố gắng mỗi tháng ít nhất một ngày, rồi từ từ lên hai ngày, ba ngày. Nếu mà hôm nay mà nói ai quy y rồi ăn chay một tháng 10 ngày, 500 người kia sẽ rút tên, còn lại 100. Tại vì người ta ăn một lần, người ta ăn đâu có nổi. Thì mình khuyến khích người ta, từ quan trọng là người ta hướng thiện nè. Từ cái hướng thiện người ta đi trên con đường thiện rồi, mình dẫn dắt người ta. Đó là việc ăn chay. Còn cái phần tu tâm, đây cũng là một hiểu lầm. Nói tu là tu tâm, đâu có sai. Nhưng mà chỉ vinh vào cái câu đó, để rồi chúng ta bỏ hết tất cả mọi cái hình thức tu, thì chúng ta là một dạng hiểu lầm. Tu tâm, nhưng anh phải biết tâm anh như thế nào để tu nữa. Vì nói đơn giản là sửa lòng, sửa tánh. Anh có biết tánh anh ra làm sao mà sửa? Anh có biết cái tâm của anh nó hư, nó dở cỡ nào không mà sửa? Như là đi sửa xe mà không biết xe hư cái gì để sao sửa. Mướn thợ tới coi sửa nhà, mỗi nhà anh hư gì không biết, thì người ta không làm được. Cho nên tu tâm là đúng, nhưng không biết tâm mình làm sao để sửa. Vì vậy cho nên sửa bằng cách nào? Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, những đó là những phương thức để giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh lại. Ví dụ như tâm mình thường nổi nóng, mình thường nổi nóng cái mình thường đọc kinh sám hối, đọc những bài kinh vô thường, để mình thấy rằng có những người vừa thấy sống khỏe mạnh sờ sờ đó, sáng hôm nay nghe tin người đó qua đời. Người bạn của mình ngày hôm qua còn đi uống cà phê, đi chơi với mình, hôm nay người đó mất. Người bạn mình tuần rồi còn thấy khỏe, tuần này báo cho mình biết là đi bác sĩ báo bệnh nan y. Thấy cái vô thường để chúng ta bớt đi những cái cơn giận tức phiền não của mình. Cho nên tu tâm đúng chứ không sai. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nói lý thuyết, cho nên đạo Phật á, có nhiều người nói đạo Phật là một lý thuyết, một triết học. Đúng, không có sai, nhưng đạo Phật không có dừng ở cái đó. Nếu mà chỉ lý thuyết mà không đưa đến sự tu hành, thì cái lý thuyết này chỉ là một lý thuyết suông chứ không đưa đến kết quả. Nhưng mà Phật giáo đâu có. Thí dụ Đức Phật nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đó là lý thuyết. Nhưng mà Đức Phật có cung ứng cho mình con đường thoát khổ mà, bằng cách là tu bát chánh đạo. Đây là khổ. Anh có biết tại sao anh khổ không? Tại vì mình tham. Tham cái gì? Tham cái mà chúng ta không thể giữ mãi được. Thí dụ như sống là phải có già, mà anh tham trẻ không chịu già thì anh khổ. Như vậy khi mà anh nhả được cái đó, anh biết rằng đời sống con người phải có già, để trong khi anh trẻ anh biết sử dụng tuổi trẻ đúng mức, về già anh cũng sử dụng tuổi già và an hưởng tuổi già đúng mức. Anh biết cho nên không khổ. Cho nên mình tu để mình biết. Biết để làm gì? Biết để mình giảm khổ, dần tới hết khổ, chứ không thể khác hơn. Còn mình không biết thì mình sống ngây ngô, sống không biết gì hết. Cho nên đạo Phật, Đức Phật đưa ra những cái giáo pháp, nhưng
không chỉ phải thuyết giáo pháp không, mà không có thực hành những giáo pháp. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình đó, mình biết pháp nhưng mà cũng cần hiểu pháp. Mình nghe rồi đó, hôm nay là một trong những cái quý giá mình có được là chịu lắng nghe. Quý vị chịu nghe, quý vị cũng ngồi đây nè. Không chịu nghe là nãy giờ đi về ngủ mất rồi. Trời, từ sáng tới giờ mà mắt nó cũng mỏi lắm rồi, lưng nó cũng mỏi dữ lắm rồi, trời thì nóng bức nữa, mà tại sao mình vô ngồi đây? Quý vị đã có được một cái tài sản quý giá, đó là chịu lắng nghe. Rồi nghe xong rồi suy nghĩ, tư duy. Có thể nguyên ngày hôm nay mình chỉ lượm lặt được vài chuyện thôi, bỏ túi. Tại mình có tư duy cái gì hợp với mình, cái gì không hợp với mình. Cho nên á, việc tu tâm rất cần, nhưng chúng ta cần biết tâm mình ra sao để tu. Chứ đừng có nghe như vậy rồi nói như vậy. Pháp Hòa ví dụ nè, mình nghe một câu chuyện, ta kể rằng ta chết, có người đã tới chửi Đức Phật. Đức Phật không có nói gì hết, cái Đức Phật quay lại, Đức Phật hỏi: tôi đố anh, nếu anh đem một cái bánh tặng cho tôi không nhận thì anh làm gì? Ông kia nói: không nhận thì tôi lấy về. Đức Phật nói: cũng như thế, nãy giờ những gì anh chửi tôi không nhận, thôi anh lấy về đi. Thật ra câu chuyện đó để giúp cho mình nghe, để mình hiểu. Nhưng mà theo như các vị cũng giải thích, nếu Đức Phật giữ im lặng không nói gì hết, nó sẽ hay hơn là trả lời câu đó. Tại vì nãy giờ mình nín được hết rồi, cái mình nói câu đó cho người ta sốc cũng chưa phải là cái đạo lý. Cho nên nhiều khi mình thêm thắt vào để nói lên cái sự nhẫn nhục mà Đức Phật dạy mình, nhưng có thể nó ở cái mặt tương đối chứ chưa phải là tuyệt đối rốt ráo. Mà tuyệt đối rốt ráo là nín đi, đừng nói. Mà một Đức Phật im lặng trước mọi sự thị phi, phỉ báng là đã quá đẹp rồi. Giống như mình nhịn từ sáng giờ, cuối cùng nói có một câu ta nghe ta bể tim đó, mình nói sốc người ta một câu gì? Sáng giờ anh chửi tôi không nghe, anh đem về đi. Thì một Đức Phật chúng ta cũng phải tư duy lại cái lời nói đó có phải chính xác là Đức Phật nói không, hay là mình thêm thắt vào để phô trương Đức Phật nhưng mà nó không đúng mức. Cũng giống như mình nói đây, có một câu đây, sẵn Pháp Hòa trả lời câu này luôn. Có một cô mới giờ hỏi nè, là con có hứa trước đây con đến một ngôi chùa cầu nguyện trước Đức Phật, tuy nhiên sau đó con không có thể giữ đúng lời nguyện đó, và có phải vì vậy mà con hơn chục năm nay bất cứ việc gì con làm cũng gặp nhiều trục trặc khó khăn? Thì nếu mà mình muốn mà đưa Đức Phật lên trên cao, nói đúng rồi, hứa với Phật mà không có làm, bởi vì Phật quở 10 năm nay te tua và tơi tả, nếu mình nói như vậy đó là tội nghiệp cho Phật lắm. Đức Phật không phải vậy. Những cái trục trặc khó khăn của mình, đó là những cái phước và cái kém phước của mình, cái vận may và không may mắn của mình, chứ không phải Phật nào mà làm như vậy. Nếu mà Đức Phật mày còn như vậy thì làm sao mà gọi là Đức Phật? Chỉ có chúng sanh mình mới sống với nhau như vậy thôi chứ. Anh hứa anh cho tôi 50 đi chơi, anh không cho tôi vẫn có tiền đi chơi. Nhưng mà suốt đời tôi nói đừng bao giờ tin chị đó nghe không? Hứa cho tôi 50, tôi đâu có thèm, tôi để cái chừng nào đưa. Đi đâu cũng nói có 50 người ta hứa. Nếu mình là rộng lượng, mình phải hiểu đâu phải người ta muốn quỵt lời hứa đâu. Một là người ta có thể không có khả năng. Hai, có thể mình làm cái gì người ta buồn. Thường thường ai hứa gì với mình mà không làm, mình ít có khi nào nghĩ xấu cho người ta mà nghĩ mình. Không biết mình làm gì cho người ta buồn mà người ta không đến với mình nữa. Mình phải nghĩ phần mình nhiều hơn. Để chi? Thấy cái lỗi mình nhiều hơn là thấy cái sai của người. Cái đó là tu tâm đó. Tu tâm là mình thấy cái sai của mình để mình chữa sửa, hơn là mình chỉ thấy của người ta thất hứa thế này, người ta xấu thế kia,
mà mình quên rằng cái cách sống của mình sao có thể đã làm cho người ta buồn phiền mà người ta không đến với mình. Có nhiều khi mình đến chỗ đó hứa hẹn rồi và tự nhiên sao người đó không có mặt, mà người đó cũng không nhắn nhủ gì hết, tự nhiên mình cũng lo, không biết mình có làm gì người ta buồn không. Thay vì mình nghĩ người ta thế này thế nọ. Như vậy tu tâm là cái người luôn luôn nhìn lại mình, quán xét lại mình nhiều hơn là mình chỉ lấy cái tâm xấu dở của mình soi người khác. Chứ không có tu tâm là cần đó, nhưng mà mình phải biết cách là mình hiểu là cái tâm mình nó như thế nào để mình có thể tu tập. Còn mình khuyến thỉnh ai ăn chay tu tập được tốt, nhưng chúng ta phải hiểu được hoàn cảnh. Cho nên quý vị nhớ ha, có một người đó giữ giới nhiều quá giữ không được, lên gặp Phật. Phật nói ông nghe nói là ông than phiền nhiều giới quá giữ không nổi, bây giờ một giới ông giữ nổi không? Dạ, từ 250 giới mà rớt xuống còn có một giới thì là quá hạnh phúc rồi, vậy xin cho con thọ cái giới đó. Đức Phật nói vậy ông giữ cái giới ý đi, cái giới tâm đó. Tại vì tất cả mọi lỗi lầm từ đâu ra? Từ cái tâm. Mà hay giữ cái tâm mà thuần thục rồi thì mấy kia nó không có phạm. Cho nên tu tâm là vậy, giữ cái tâm cho thuần thục của mình. Mình mới đứng dậy để cái ghế trống, sợ mất, để cái giỏ lên đó, để chai nước lên đó, mới đi ra rửa tay vô chai nước nồi nằm xuống đất rồi, có người ngồi rồi đó. Chỉ cần thấy chai nước của mình nằm dưới đất mà người khác ngồi trên cái ghế của mình rồi, hãy nhìn lại cái tâm mình phản ứng như sao. Nhiều đó thôi là mình biết là mình có tu tâm không. Còn nếu khi nào mình nói ố bác ngồi rồi hả, cái bác kia ngại ngùng thôi thì con đứng vậy nhau không, bác cứ ngồi đi, con kiếm chỗ khác được, không sao hết. Khi nào mình trả lời được như vậy, mình nhẹ nhàng được như vậy á, ngay cả mình đi tu cũng vậy, mình là lớn hạ hơn tu trước người kia, mà lỡ người kia ngồi vào cái vị trí mà chỗ mình ngồi đó, mà lỡ rồi đó, ta đứng dậy thôi ngồi đi, ăn cơm thôi mà, ngồi đâu cũng được. Thật ra nếu ngồi đúng chỗ thì được không sao, nhưng lỡ có ai ngồi cứ thoải mái ngồi, tôi ngồi dưới kia cũng không sao, miễn có chỗ ngồi với nhau là vui rồi. Khi nào tâm mình được như vậy mà trả lời là mình biết tâm mình có một chút chuyển hóa tôi. Còn nhất định anh phải đứng dậy, anh nhỏ hơn tôi, anh ngồi dưới kia, tôi ngồi chỗ này mới trúng. Như vậy là mình tu để làm gì? Để kiếm cái chỗ ngồi bằng những năm tháng tu hành của mình sao? Không lẽ mình tu hành tới như vậy, mình lấy năm tháng tu hành mình kiếm cái chỗ ngồi đó sao? Thì mình hỏi cái tâm tu của mình. Cho nên nhiều khi á, mình tu á, cuối cùng á, hằng ngày mình phiền não có gì nhiều đâu đó, ba cái lặt vặt vậy đó, từ cái chỗ ngồi, thậm chí nhìn y của nhau nữa. Mới tu mà đắp y nhiều điều quá đó, mình tu tâm và tâm mình như thế nào đến với mọi người. Thậm chí có những người mình không có chuẩn bị, nhưng người ta tới, mình phải tiếp đãi người ta như thế nào, mình ân cần những người ta như thế nào, để mình hiểu được cái tấm lòng của mình đối với người khác. Đôi khi mình cứ muốn người khác đến với mình không, mà lòng mình chưa hề đến với ai. Cái đó là một cái thiếu sót, và mình đoạn cái duyên của mình với người. Cho nên rồi á, mình có tu thì cũng có, nhưng mà duyên lành với chúng sanh không đủ. Còn quý vị thấy có nhiều người á, người ta làm việc á, người ta nhờ ai người ta cũng giúp hết á. Đây cái khóa tu này nè, chị Nguyễn Hạnh là nhờ vả nhiều người lắm, mà người nào cũng phát tâm trợ giúp hết á, là mình biết là kết cái duyên lành. Còn nếu mình không kết duyên, mình nhờ ta có khả năng nhưng mà ta cũng có quyền từ chối, người ta từ chối ta không giúp. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong cuộc sống tu tập ấy,
chuyện đầu tiên là làm sao chúng ta phải mở lòng kết duyên với chúng sanh, kết duyên với mọi người. Dù chỉ một lời chào hỏi, dù chỉ là một ly nước, dù chỉ là một tách trà, dù chỉ là một cái chỗ ngồi, bất cứ cái gì mà chúng ta kết duyên được với người, chúng ta nên làm. Ở bên Nhật Bản, trên chiếc xe bus công cộng, người ta để cái băng ghế có ba người được nhường chỗ: bà bầu, một người già và một cái người có tai nạn. Thí dụ người ta bị gãy tay, gãy chân, người ta đi gãy, mình là người lành lặn, mình ngồi ghế đó. Nhưng chiếc xe bus, những cái ghế đó sẵn sàng ưu tiên cho ba vị đó: một người già, một người bệnh và một người có tật. Còn có chỗ đó, còn vẽ hình của thầy tu nữa, nhường chỗ cho một vị xuất gia. Nhưng mà thôi, Pháp Hòa không nói cái đó, mình nói ba cái này để mình thấy rằng á, mình đang ngồi vị trí đó, nhưng mình nhìn mình thấy một người khác khó khăn hơn mình, đi đứng khó hơn mình, mình sẵn sàng nhường cái chỗ đó. Thì khi Pháp Hòa thấy cái đó, trong bụng Pháp Hòa nghĩ đây là cách kết duyên lành với mọi người. Nếu như chiếc xe bus đó mà không ai ngó ai thì bước xuống xe rồi là xong. Nhưng chiếc xe bus đó mình đứng dậy, mình nhường cái người kia, thì người kia sẽ cúi đầu chào mình, cảm ơn. Mình cúi đầu đáp lại, không có chi, mình kết cái duyên với họ. Cho nên đời này á, mình nhìn lại mình thấy mình đi đâu mình cũng dễ làm bạn hết á. Đi đâu mình cũng dễ làm bạn là mình biết là mình có duyên lành với chúng sanh. Còn mình đi đâu mà mình cứ rà rà tới cái hồi ta né né là mình biết rồi đó. Mình không có kết duyên nhiều, cho cố gắng. Không hiểu tại sao con hay nóng giận vô cớ và hay nghĩ người khác chê bỏ mình. Con xin thầy chỉ dạy cho con được sống an lạc. Cái này là một dạng mặc cảm, tự ti. Trong kinh Đức Phật dạy có ba loại mặc cảm. Một là mình bằng người. Hai là người đó mình cao hơn họ. Một là mình hơn người ta. Hai là mình bằng người ta. Ba là mình thua kém người ta. Mặc cảm hơn, thua, bằng. Ba cái loại mặc cảm. Nhưng mà nếu mặc cảm mà dở á, là mình luôn nghĩ như mình cao hơn, còn không là mình bằng người ta và người ta thấp kém hơn mình. Có khi thì mình thấp kém hơn người ta. Đây là một cái mặc cảm thứ ba, là tự ti á. Là mình đi đâu mình cũng nghĩ á, mình thua người ta, mình dở người ta, cho nên lúc nào mình cũng thu vào trong cái góc cạnh của mình, và mình không có mở lòng để mình tiếp nhận. Thí dụ như mình nghĩ người ta xấu, ví dụ vậy đi, thì cho là cái nghĩ đó đi, thì mình hãy để cái hành động người ta, mình đã nghĩ người ta như vậy rồi thì cứ nhìn vào hành động người ta coi có đúng với cái mình nghĩ không. Nếu mình so ra mình thấy rằng những cái điều mình nghĩ cho người ta sai hết, thì từ đó bắt đầu giúp cho mình thấy mình đã có một cái lệch kiến, cái tà kiến, cái sai lầm, cái biên kiến như người ta. Từ từ mình bỏ được cái đó. Cho nên mình thí dụ lỡ mình đi vào cái con đường là phải so sánh, thôi cũng được, tại cái đó là cái thói quen của mình. Nhưng mà đừng có kết luận và vội vã và đẩy người ta ra, mà hãy để cho người ta đến, người ta sống coi có đúng như cái cách mình đã suy nghĩ không. Nếu mà không đúng thì mình phải tự chỉnh, mình đã nghĩ sai người khác. Quý vị nhớ câu chuyện Pháp Hòa hay kể là nồi cơm của Đức Khổng Tử không? Nhớ không? Nhớ câu chuyện đó không? Đức Khổng Tử có một người đệ tử tên là Nhan Hồi. Gặp cái thời loạn lạc, thầy trò dẫn nhau đi chạy giặc. Thì lúc đó đi ngang một cái xóm, người ta cho được một lon gạo để nấu. Thì Đức Khổng Tử nói thôi, Nhan Hồi xuống nấu cơm, các vị kia đi kiếm thức ăn, còn thầy lên phòng thầy đọc sách. Thì Đức Khổng Tử ngồi đọc sách, thì trong khi mà ngài để cuốn sách xuống á, thì ngài vô tình ngài nhìn qua cái cửa sổ, thì ngài thấy Nhan Hồi đang bốc cơm bỏ vô miệng ăn.
Ngài không nói gì hết, buồn lòng để bụng thôi. Khi tới giờ cơm, Đức Khổng Tử mới nói, thì Nhan Hồi mới xin phép, con xin phép con không ăn, là vì hồi nãy có một ít cơm đó rớt xuống đất, và con nghĩ rằng trong cái thời buổi khó khăn, cơm có dính bụi mà nếu mình đem bỏ đi thì phí quá, cho nên con đã mạn phép thầy và các sư huynh, con phủi bụi cái mớ cơm đó và con đã ăn cơm đó rồi. Nghe xong rồi, Đức Khổng Tử vỗ đầu, chỉ xém một chút nữa thôi, ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Nghĩa là ngay từ đầu Ngài đã suy nghĩ xấu cho người đệ tử mình là dám ăn cơm trước mình. Nhưng mà Ngài đâu có nói ra, Ngài để bụng thôi, Ngài không nói ra. Cũng giống mình vậy đó, mình quy nạp ai một cái chuyện gì đó mình không nói ra, mà mình nghĩ nó đúng. Nhưng thí dụ như may mắn thay việc đó nó ra ngoài thì mình mới hiểu. Nhưng lỡ không có việc gì xảy ra thì có phải cái câu chuyện hiểu lầm này mình để suốt đời, và bắt đầu mình trở thành một tập khí nghi ngờ và xác định điều đó là đúng. Cho nên nghi cũng được đi, nhưng mà hãy để cho người ta sống và đem cái cách sống của người ta để so lại với cái nghi của mình có trúng không. Cho nên khi mà Đức Phật nghe ai nói điều gì về ai đó, Đức Phật gọi người đó lại, gọi người đó lại, có phải thầy sống như vậy không? Dạ thưa đúng. Đức Phật nói, thầy đã hiểu lầm, tôi không có nói như vậy. Rồi từ đó Phật mới chỉ cho mình cái phương pháp. Giống như trong cái kinh Người Bắt Rắn, có một vị tu á, đệ tử Phật mà hiểu lầm là Đức Phật nói á, hưởng thọ ngũ dục không có sai, nói tất cả những cái gì nó ngược lại hết. Đức Phật nghe xong, Đức Phật đâu có nói gì đâu, kêu thầy đó lại, tôi nghe người ta nói thầy như vậy, có phải vậy không? Dạ đúng, con hiểu là Đức Phật dạy như vậy, thầy đã hiểu lầm ý tôi rồi. Bắt đầu Ngài mới dạy, xong đó Ngài mới nói một câu, nếu như mà bắt một con rắn mà không biết cách bắt rắn thì con rắn nó sẽ làm sao? Nó quật ngược, nó cắn mình. Tại vì nếu mình chụp cái đuôi rắn thì con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Còn người biết bắt rắn thì người ta lấy một cái cây nạn, người ta chống vô cái đầu của con rắn, dù cái đuôi nó có quẩy ngụa nhưng mà nó không tác hại cho mình được. Đức Phật nói, những gì tôi dạy mà các thầy không biết cách để hành trì á, cũng chẳng khác nào quý thầy chụp cái đuôi con rắn, nó sẽ quay lại nó cắn mình. Giáo pháp của tôi mà quý vị không biết cách thực tập thì quý vị cũng sẽ nguy hiểm như vậy. Đó, ví dụ như mình chuyện mình ăn chay này, chuyện mình giữ giới, chuyện thế này thế kia mà mình không biết cách tu tập, và mình ôm một cái mà mình đúng đó, mình đem ra mình soi và người nào cũng trật hết. Không, mà ví dụ vậy nè, mình ăn chay thuần túy, bây giờ mình đem cái ăn chay của một người lớn ra mà mình đi so sánh như một đứa nhỏ ăn chay, có phải là mình nói trúng? Nhưng mà mình đang nói chuyện với ai? Mình đang so sánh, mình đang so đo với một đứa nhỏ. Rồi bây giờ mình tu lâu năm, mình đi so bì với một người mới vào chùa tu, hay là một người người ta không có cái nhạy bén? Không thể được. Cho nên tại sao trong kinh có đoạn Phật nói thế này, có đoạn Phật nói thế kia? Không phải là Phật nói bất nhất, nhưng mà Phật biết mỗi cái giai đoạn con người ở đó như thế nào mà Phật nói. Tới chỗ cá Phật nói chỗ cá, tới chỗ nhang Phật nói chỗ nhang. Ngạ Nan đi tới cái chỗ bán cá, Đức Phật nói thầy lấy cái tay vọc một cái cá lên, xong rồi thả ra rửa tay, ngửi vẫn còn tanh mùi cá. Nhưng mà nếu mình đi tới cái chỗ người ta bán hương á, ta làm bột nhang á, lấy cái tay này thọc tay vô trong cái bột nhang, đem ra ngửi có bột nhang, mình ở gần đâu mình sẽ có một cái ảnh hưởng đó. Và mình biết rằng giữa mùi tanh của cá và mỗi mùi hương của thơm nó khác. Cho nên á, Đức Phật dạy một câu rất hay mà. Pháp còn phải xả, huống là cái không phải pháp.
cái pháp mà còn phải bỏ, chứ đừng nói cái không phải pháp. Tại vì có những cái bỏ là sao? Không phù hợp, chứ không phải là phỉ báng. Hai cái nó khác, vì nó không phù hợp. Một cái đứa nhỏ mới vừa rồi, một đứa nhỏ 8 tuổi hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy có cách nào làm cho con bớt nóng tính không? 8 tuổi thôi nha. Bây giờ không lẽ mình nói là con phải quán vô thường, sống nay chết mai, nói vậy sao nó hiểu? Mỗi khi con nóng, con đừng nói gì hết, con đừng có la, con đi lên phòng, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tánh, Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tánh. Con niệm 10 lần rồi con bớt nóng tánh rồi con đi xuống. Nói vậy con nít nó nghe nó hiểu được. Còn nếu mà mình phải, con phải thấy vô thường, sống nay chết mai, phải không? Rồi con phải thấy đời là tạm bợ. Nói với nó là nó sẽ trừng con mắt. Nó nói what do you mean? Tại vì mình nói chân lý mà không hợp cái căn cơ, mà cơ mà không hợp thì lý nó cũng không hợp. Vì vậy thì tại sao chúng ta gọi là kinh? Chữ kinh là nói tắt, nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh nói cho đủ là khế kinh, là bởi vì trong cái kinh này nó chứa đựng cả hai cái khế hợp. Hợp với căn cơ gọi là khế cơ, hợp với lý đạo gọi là khế lý. Mình nói cái gì mà vừa khế lý mà cũng phải vừa khế cơ. Có những bài học của người xuất gia thì đâu thể nói với người tại gia, tại vì người ta nghe không có được, người ta nghe nó không có, có dính dáng gì đâu. Cũng giống như trong Bồ Tát giới, có một cái giới nói là không có được thuyết pháp lộn xộn. Mà nếu cái giới đó mà đem nói với cư sĩ, nó có hợp không? Tại các vị có thuyết pháp đâu. Cái giới đó là cho những vị Bồ Tát xuất gia muốn thuyết pháp thì phải thuyết mạch lạc, rõ ràng, chứ không có nên nói những điều không có mạch lạc cho người ta nghe, làm cho người ta hiểu lầm, ví dụ vậy. Cho nên qua cái câu hỏi này có rất nhiều việc để chúng ta bàn đến. Thầy Pháp Hòa nói hơi lâu là bởi vì Pháp Hòa muốn đại chúng rõ được cái chỗ tu tâm, và mình có cơ hội sẽ nhìn lại cái tâm của mình bằng những cái phản ứng của mình trong mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Con kính xin thầy giúp con giải đáp làm sao tự mình có thể tha thứ cho mình những lỗi mình lầm mình đã gây ra cho chồng mình. Mình hỏi cái này thì mình cũng không biết. Công hai là công đức nếu có thể hồi hướng cho người đã mất. Chồng con qua đời với lòng buồn và hận con vì con có lỗi, con phải nên làm gì để sống đoạn đời còn lại của mình? Ở trong nhà Phật á, có 5 cái pháp làm chướng ngại, gọi là ngũ cái. Chữ cái đây là ngăn che. Thứ nhất là hôn trầm. Thả mình ra mình tỉnh mà hãy mở băng giảng lên là mình ngủ. Ngồi nói chuyện nguyên ngày không buồn ngủ mà dở cuốn kinh ra là ngáp. Đó là hôn trầm. Thứ hai là trạo cử, khó chịu, nhúc nhích, bồn chồn, không có yên. Thứ ba là bất tín, là không tin. Thứ tư là nghi ngờ, hối hận. Ủa, hối hận là tốt chứ tại sao là trở ngại? Đúng rồi, nếu mình hối hận mà cái hối hận này giúp cho mình phát triển tốt đẹp hơn. Tâm nào làm lỗi thì lấy tâm đó sám hối. Thân trước kia làm lỗi thì bây giờ thân này làm thiện sự để giúp người, thì cái hối hận này là hối hận tích cực. Nhưng mà có nhiều người, người ta chỉ hối hận thôi mà người ta không có thay đổi gì hết. Người ta cứ ngồi rầu, tôi có lỗi, tôi có lỗi, nhưng mà người ta không sửa lỗi. Cho nên cô Phật tử này thấy lỗi là tốt,
Nhưng mà bây giờ làm sao mình sống đoạn đường còn lại đây? Sống tích cực. Sống tích cực, sống tu tập, làm những điều thiện sự. Thứ nhất là để hồi hướng cho chồng. Thứ hai là để bày tỏ cái lòng hối hận của mình. Bất cứ hình thức nào mà mình đã làm lỡ thì mình sống tích cực trở lại. Mà mình sống tích cực trở lại cho con, cho gia đình thì cũng giống như mình sống tích cực cho chồng mình khi còn tại thế vậy. Ít ra cái mất của người này cũng đã làm cho mình, làm cho một người khác biết ăn năn, biết hối cải. Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng chú có mất thì cái mất của chú cũng có giá trị để tỉnh thức một con người. Mà thích tỉnh thức trước nhất là tỉnh thức người vợ của mình. Cho nên ngày nay cô có tỉnh thức được rồi là điều tốt. Nhưng đừng chỉ dừng ở cái chỗ hối hận mà không tích cực để sống. Trong Phật giáo Đại Thừa có hai vị Bồ Tát học giả rất nổi tiếng, hai anh em ruột. Đó là Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân. Hai vị này nổi tiếng lắm. Nếu quý vị nào muốn biết cuộc đời của hai vị này và hai vị này đã đóng góp gì cho Phật giáo, hai vị quý vị Google bấm Vô Trước, Thế Thân. Thì trong hai người có một người em lúc chưa hiểu đạo phỉ báng dữ lắm, viết bao nhiêu bài vở để phỉ báng. Một ngày kia ông đã tỉnh thức, ông định hy sinh, cắt cái lưỡi của mình vì cái tội nói bậy. Người anh khuyên: thay vì em có lỗi, ngày xưa em dùng cái lưỡi của em nói sai, dùng cái bàn tay mình để viết sai, thì bây giờ mình hãy dùng cái lưỡi mình nói đúng, dùng cái tay mình viết những điều chỉnh đốn lại, sự thật tốt đẹp lại. Cái này mới là tích cực đúng không? Tại vì mình kết liễu mình, nó đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên trong nhà Phật mình mới có câu gì đó: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Lấy cái tâm tội mà mình đã tạo đó, lấy cái tâm mà mình tạo tội đem ra sám hối, cũng một tâm đó thôi. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Nó tiêu cái gì? Nó tiêu tiếp tục, nó tiêu cái sự tạo nghiệp tiếp tục. Và nó dừng tất cả những cái đó, và để anh sống tích cực trở lại. Tội tiêu là tội tiêu. Tội gì tiêu? Tội của vị lai tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh. Tại sao? Tội nó tiêu là nhờ cái gì? Nhờ cái tâm nó tịnh. Hồi đó ai nói cái gì không có trúng, tôi phản ứng là liền. Bây giờ nghe ai nói gì không ứng, tôi cũng ngồi im, tôi lắng nghe cho trọn. Cũng ngồi đó, cũng nghe cái đó, nhưng không phản ứng nữa. Không phản ứng nữa là gì? Tâm tịnh. Còn cái lời nói sai đó vẫn tiếp diễn không? Vẫn tiếp diễn, nhưng mình không phản ứng nữa thì là tội tiêu tâm tịnh. Nó tiêu là do ta nhờ tâm mình tịnh. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chơn sám hối. Nghĩa là các ác pháp trong cuộc đời đó, nó vẫn diễn biến như vậy, nhưng giờ tâm mình tịnh rồi, cho nên nó có đi ngang mình cũng bình thường. Không, mà ví dụ ha, mình bị tiểu đường, ngày nào mình cũng ăn chè. Bây giờ bị tiểu đường rồi, bớt lại, cái bà bán chè mỗi ngày vẫn đi ngang và reo hà reo chè: ai ăn chè đậu đen không? Nhưng mà mình biết bệnh của mình rồi, cho nên bà cứ đi ngang và bán chè. Nhưng mà tại xin lỗi, tôi mắc bệnh rồi, tôi không có đáp nữa. Hồi xưa là: bà bán chè ơi, bán cho tôi một chén. Bây giờ không còn muốn ăn chè nữa vì cử rồi, bà bán chè vẫn cứ bán, nhưng mà mình không đáp nữa. Cái này gọi là tâm tĩnh thì cái bệnh nó không tăng. Hiểu ý không? Cái pháp mà để cho mình tham nó vẫn có mặt, nhưng mà giờ tâm mình hết tham, cho nên ai để của dễ lấy cũng không lấy. Chứ hồi xưa là lén lấy dữ lắm, rình dữ lắm đó, bây giờ không. Cho nên cái câu là tội tiêu tâm tịnh, các pháp nó vẫn đi qua trên cuộc đời này bình thường vậy, nhưng mà tâm mình tịnh rồi, cho mình bình an. Nói đơn giản gần gũi nữa nè,
hồi mới ăn chay còn thèm lắm phải không? Trời ơi, ai mà cứ nấu mấy cái mùi khó chịu quá, ngày mình ăn chay mà cứ nấu nó cứ mua nó chọc ghẹo mình hoài. Nhưng mà bây giờ bình thường, khi mình không còn khởi tâm nữa, mặc dù mấy cái đó nó đó. Chứ cái người mà ta ăn chay thuần á, ai ngồi trước mặt người ta nước mắm hay cái gì đó, bình thường chị cứ ăn bình thường, tôi ăn phần của tôi. Ê ê, chị xức trang nha, coi chừng nước mắm chị văng qua tôi, tại bữa nay rằm tôi ăn chay. Có ngày đây thôi nha, qua ngày mai ê lỡ cho tôi miếng kén miếng rồi. Hiểu ý không? Tức là mình rất là hình thức. Cho nên mình ăn năn là tốt, nhưng đừng có để cái sự ăn năn nó làm cho một thành một cái khối khổ đau mà chúng ta dừng chân, chúng ta bị dừng chân, chúng ta bị dùng đùng lại và không tiến bộ. Không có ai mà không có lỗi, mà cái quan trọng là biết lỗi để sửa lỗi đi lên. Cũng giống như mình té đó thì đâu thể ngồi đó. Quý vị nhớ Pháp Hòa có làm bài kệ không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Nếu mình cái thất bại đó là xong là mãi mãi không làm nữa, thì cái thất bại này nó mãi mãi phải không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Còn nếu mà thất bại mà mình đi tiếp tục, mình đi theo, đứng dậy mình đi nữa, thì thành tựu sẽ ngàn du, nó đi theo mình. Cho nên nếu cái phước của mình nó là một cái tô nước thì một nắm muối không ăn thua. Đức Phật ví dụ trong kinh đó, nghiệp của mình có thể như một nắm muối, nhưng nếu như mà mình lấy một cái ly mình đổ vô cái nắm muối đó thì cái nắm muối, cái ly nó rất là mặn. Nhưng nếu mà nắm muối này ở trong một thao nước có thể nó còn hơi lợ lợ, nhưng nếu nắm muối này ở một cái hồ thì sao? Không ăn thua. Cũng như thế, cái nghiệp của mình, cái lỗi của mình có thể nó như nắm muối thôi, nhưng mình nếu mình ráng tu tập, phước lành mình nó rộng lớn như cái hồ, cái ao, thì nó không ăn thua gì hết. Cho nên đừng có để cái này nó thành ra một cái khối nó dừng mình lại, uổng lắm. Và chúng ta phải biết thấy nó mà tiếp tục chuyển hóa nó. Cũng giống như mình thấy cái bao rác, nhưng để cái bao rác đó trong nhà là nó sẽ hôi. Đem nhất cái thùng cái bao rác đó hết thì uổng. Tại vì có thể trong đó có rau củ mình có thể làm phân bón. Có thể có những chai nhựa, bao giấy mình recycle. Mở ra thì tất cả trong cái bao đó hồi nãy mình gọi là bao rác, mà bây giờ có những cái mình sử dụng được để tái chế, để chuyển hóa. Cho nên cái quan trọng Đức Phật dạy trong kinh, trên đời có hai dạng người quý. Một là người không có lỗi, hai là người có lỗi mà biết sửa lỗi. Đó là hai dạng người quý trong cuộc đời. Cho nên cô nên nhận diện cái đó rồi tiếp tục sống và làm lành. Nếu về phần của chú là chú sẽ được hưởng cái phần công đức mà cô hồi hướng. Mà nếu về mặt tâm linh, chú sẽ rất hạnh phúc khi thấy người thân của mình, người phó ngẫu của mình có được một cái tích cực chuyển hóa tốt. Chú không được hưởng mà mình sống tốt với người sau, những người xung quanh, những người còn lại, chú vẫn vui vẻ như thường. Giống như cha mẹ mình thôi, có thể mình làm sai với cha mẹ, nhưng mà cha mẹ rất mong là mình thay đổi để mình sống tốt cho cuộc đời của mình với những người thân. Chứ không phải riêng cha mẹ không có cái phần đó, nhưng mà mình đã đóng góp được cái phần là gì? Vì mình mà tỉnh thức được người kia. Câu hỏi kế ha. Bạch Thầy, trong kinh Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, kính Thầy giải cho con tu học. Đây là câu kinh Bát Nhã mở đầu á. Trước hết mình nói chữ Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Chữ Bát Nhã là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này không phải là một trí tuệ bình thường, mà một trí tuệ rất siêu việt. Vì nó siêu việt,
Cho nên gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Chữ Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh. Nói tóm lại cái câu đó là trí tuệ rộng lớn viên mãn. Chữ Maha là tiếng Phạn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn. Vậy thì trí tuệ này là trí tuệ rộng lớn do Bồ Tát Quán Tự Tại. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, mà nghe cái tên của Ngài không là mình thấy tự do rồi đó. Nhưng mà Ngài không phải tự do bình thường, mà có cái gì? Có cái quán. Quán là nhìn sâu để thấy. Người nào có quán, có nhìn sâu mới sống được với cái đức tánh tự tại đó. Ngài Bồ Tát này làm gì? Hành thâm. Hành thâm là làm gì? Quán sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã để thấy được năm uẩn là không. Năm uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Nói đơn giản ba năm chữ gọn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao gọi nó là uẩn? Là vì nó cấu tạo, nó duyên với nhau mà để nó có được sự sống của con người. Vì nó kết hợp lại cho nên gọi là uẩn. Ngũ uẩn nghĩa là năm thứ kết hợp lại để làm con, để có một con người còn sống đây. Ví dụ như là hiện tại cái sắc thân của mình là sắc uẩn. Nhưng mà quý vị có đang thọ không? Có không? Quý vị có đang thọ không? Có. Thọ gì? Thọ là cảm thọ đó. Quý vị đang thọ gì? Thọ nóng. Chữ cảm thọ là mình nhận cảm thọ là nóng, lạnh. Hiện bây giờ quý vị đang nóng hay đang lạnh? Vậy thì cảm thọ của mình là nóng. Nhưng nếu mà một chiều nay mà thời tiết nó xuống độ á, thì mình lại lạnh. Và có những người đang cảm thọ là buồn ngủ. Sắc thọ tưởng mà. Thì con người mình có sắc thân, có cảm thọ, không? Có sự luân chuyển, tâm hành biến đổi. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại thấy rõ năm uẩn này chỉ là sự kết hợp thôi. Nếu mà nó mãi mãi thì tại sao mình đang ngồi hồi sáng mình lạnh, bây giờ mình lại nóng? Như vậy cảm thọ này nó không có thường. Ngũ uẩn là dai không. Cho nên Bồ Tát này thấy được như vậy, liền qua tất cả mọi cái khổ nạn. Ai muốn biết cái này nhiều hơn, sâu sắc hơn, đi tìm bài Bát Nhã Tâm Kinh mà nghe. Pháp Hòa có giải cái Bát Nhã Tâm Kinh với cái chủ đề là Thuyền Tuệ Sang Sông. Năm dĩa, năm buổi Thuyền Tuệ Sang Sông. Quý lệnh quý vị lên YouTube quý vị bấm Thuyền Tuệ Sang Sông thì có giải thích Bát Nhã Tâm Kinh kỹ hơn, nguyên bài để cho mình nghe cho nó đủ. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ giải thích sơ thì cái câu quý vị hỏi thôi. Rồi bây giờ mình một câu nữa là mình nghĩ ha. Ba mẹ con đã mất, anh em xảy ra bất hòa, ba mẹ ở dưới suối vàng có biết và nhìn thấy không? Dạ con mong thầy giải thích giúp con. Nếu nói sự thật là em không có biết, là tại vì gia đình quý vị bất hòa. Hai bác có thấy không thì hai bác biết chứ. Pháp Hòa đâu có theo dõi vụ này. Anh em bất hòa, cha mẹ ở dưới suối vàng có biết không? Có nhìn thấy không? Hoàn toàn không biết. Đã là sự thật đó. Nhưng mà trên cái phương diện tâm linh, chúng ta có thể tạm giải thích. Người mất không nhất định là ở địa ngục suối vàng. Tại vì cái chữ suối vàng là chúng ta dịch
từ cái tiếng Hán người xưa người ta gọi người mất là huỳnh tuyền, trốn huỳnh tuyền, cho nên chúng ta dịch ra tiếng Việt là suối vàng. Là mình nói là cái người đó quá vãng, đi theo cái suối vàng đó, đi vào đi vào như là một cái người đang ở cái chốn suối vàng đó, cái dòng nước mà để giống như dòng nước trôi chảy mà đưa mình đi tái sinh vậy đó. Nhưng mà cho dù cha mẹ mất lâu mất mau, cái báo hiếu tốt nhất là anh em sống hòa thuận. Tại vì có cái phương pháp cầu siêu cho người thân mình, ngoài những cái buổi tụng kinh cầu nguyện đó, cái năng lực mà siêu độ cho người mất tốt nhất đó là anh em không nên bất hòa. Vì anh em bất hòa là một năng lực không tốt. Rõ ràng người sống là đã không tốt rồi. Rồi khi mình cầu nguyện á, có cái năng lực gì đâu cầu, tại vì mình đang không thích người này, không vui với người kia, thì trong người mình chỉ tỏ ra những cái năng lực không lành mạnh, không an vui, thì chắc chắn không ai hưởng được hết. Người sống cũng không cảm nhận được. Thôi bây giờ đừng nói chi cha mẹ còn chết rồi xuống dưới rồi mình có biết không. Bây giờ bữa nào mình mời ba mẹ tới nhà ăn một bữa cơm gia đình mà anh em cãi vã bất hòa đó, bây giờ hỏi thử cha mẹ ngồi ăn cái bữa cơm nó ăn nổi không? Nếu mà có đi nữa thì ráng nuốt cho nó trôi mấy hộp, cho nó rồi một bữa, chứ còn vui là không. Mặc nhiều khi còn nghĩ á, trong cho cái giờ này nó xong cho rồi để đi về, cho nó tan hàng, chứ còn không muốn thấy cái cảnh này. Cho nên không cần phải hỏi gì hết, cứ một cái chuyện bình thường là cái sự bất hòa sẽ mang lại rất nhiều là bất lợi cho người sống và kẻ chết. Ngay người sống là không lợi rồi, thì làm sao người chết hưởng được cái gì? Bất hòa là không kết hợp được, mà không kết hợp được thì làm sao nó thành một cái hiệp tâm mà hồi hướng cho người thân. Cho nên tốt nhất là quý vị nên làm sao giải quyết được những cái bất hòa trong gia đình, để mà tạo nên một cái năng lực cho người thân của mình. Mẹ của con năm nay 72 tuổi bị bệnh Parkinson, đầu óc không minh mẫn. Con rất thương mẹ nhưng con không hiểu sao con không đủ kiên nhẫn nói chuyện với mẹ, và những lời nói đều mang hướng gì mẹ những lời nói mẹ đều mang hướng tiêu cực và nghĩ xấu về người khác. Mặc dù con cố gắng rất nhiều để hòa hợp với mẹ, nhưng sao con vẫn không thể bình tâm được khi đối diện với mẹ. Con buồn lắm thầy, con hy vọng hữu duyên thầy đọc và cho con lời khuyên. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa đủ. Tại vì mình đã biết rất rõ là mẹ bệnh, mà đầu óc không minh mẫn. Không cần đợi tới Parkinson. Một người già thường hay sanh cái tâm thấy tầm bậy tầm bạ, thấy người này vô phòng mình, thấy người kia vô phòng mình ấy. Nói chung là người già, đó là tất cả những hoang tưởng của người già. Lẽ ra mình là người thân, mình nên thông cảm, chấp nhận, để mà vì mình biết cái đó không phải từ mẹ, mà do cái bệnh, do cái tưởng của mẹ, do cái hoang tưởng, chứ không phải là mẹ muốn như vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái này là khó, nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không làm được, chỉ là khó thôi mà, phải không? Cho nên gọi là hy hữu, khó thôi chứ không phải không làm được. Vậy thì cô đã cố gắng, nhưng mà cố gắng chưa đủ. Cho nên cố gắng đủ thì mình sẽ không còn phiền não. Thứ hai là gì? Mình nên ngoài sự chăm sóc ra, mỗi ngày mình ngồi đó, mình dùng cái định lực bằng cách mình tu tập, để mình cảm hóa cái bệnh của mẹ cũng như cái môi trường ở trong đó. Cái gì nó cũng có cái hoàn cảnh, cái môi trường chứ. Ví dụ như một cái người đó, người ta ở trong một cái phòng tối thì cái khuynh hướng sợ ma lâu ngày nó sẽ có mặt. Tại vì người ta ở trong một cái phòng tối lâu ngày. Rồi cái người mà mình bỏ họ ở nhà hoài, mới đầu họ ok lắm, nhưng mà từ từ họ sẽ sanh một cái bệnh trầm cảm và cô đơn.
Tại vì mọi trường có mỗi ngày là không có một người nào tiếp xúc hết. Cho nên mình phải thông cảm, mình phải hiểu. Một con người bình thường nhưng nếu mà ở trong một hoàn cảnh nào lâu ngày cũng đều không tốt. Ngày hôm qua đó, mấy huynh đệ ngồi tâm sự, chia sẻ, nói chuyện, thì mình bàn tới một cái chuyện là con người có hai cái vấn đề gọi là cực với khổ. Ví dụ có những cái nơi chốn mình sống rất là cực, làm việc rất là cực, nhưng mà mình có niềm vui, cho nên cực mà không khổ. Nhưng mà có những nơi á, mình đã cực rồi mà mình còn bị người ta hành sách, hành hạ cái tư tưởng của mình nữa. Đó là cực khổ đó. Tại vì đối với tinh thần là bị khổ, mà đối với thể xác là mình cực. Thức khuya dậy sớm làm lụng chịu được, nhưng mà nếu gia đình đó mà vui vẻ, cởi mở, hài hòa với nhau, cực mà không khổ. Nhưng mà có những hoàn cảnh chúng ta vừa cực mà vừa khổ. Cực cái thân mà khổ cái tâm. Vì chúng ta phải sống như một cái môi trường lúc nào cũng dòm ngó mình, chỉ trích mình. Làm sai á, nếu mình nói á, thì lấy cái câu ra: oan ức không cần biện bạch. Nếu mình làm đúng thì im lặng đi, đừng có nói gì hết. Để lúc nào cũng lấy cái năng lực của người lớn áp đảo xuống, hay là một người chủ đã áp đảo với người làm, thì cái này là mình bị tinh thần. Ngoài ra còn phải làm biết bao nhiêu cực, việc cực, cho nên vừa cực vừa khổ. Hồi xưa có những thiền viện á, cái thời khó khăn nghèo á, tất cả tăng ni phải ra làm việc hết. Trồng rau, làm ruộng, làm chao, làm tương, làm tất cả để có một cái nguồn tài chánh để cho chùa. Thì vị hòa thượng, vị thiền chủ, hòa thượng viện chủ đó, hiểu được cái tâm lý. Cho nên đó, ngài cho các vị tu sĩ á, làm ruộng xong nửa ngày. Thí dụ sáng 9 giờ 8 giờ ra ruộng. Ra ruộng cho tới 10 giờ rưỡi dừng việc làm. Kéo nhau lên uống ly trà, miếng nước, ăn miếng bánh, rồi hát hò một vài câu cho thoải mái, rồi bắt đầu xuống làm tiếp một chút rồi đi ăn trưa. Nghỉ trưa một chút là bắt đầu học. Như vậy trong thiền viện sáng làm việc, chiều học. Và vì công việc cực nhọc, để cho mọi người có tinh thần thoải mái, ngài cho hát hò vui vẻ với nhau, nhưng mà những bài thiền ca trong đạo để sách tấn với nhau. Nhưng một dạo nào đó mọi việc đó ổn định thì ngài giảm cái này lại. Ngài nói ngày xưa tôi cho là bởi vì tất cả các vị đều còn trẻ, tôi phải cho các vị có niềm vui để mà phấn chấn tinh thần, vừa làm cực mà không có cảm thấy bị tinh thần khó khăn. Bây giờ các thầy đã lớn rồi, sự tu tập của các thầy đã vững chãi, thì các thầy phải bớt cái này lại, đầu tư vào cái việc tu tập nhiều hơn. Như vậy là một người thầy rất hiểu, rất sáng, và đã làm cho cái môi trường tu học không có bị cực mà không khổ. Gia đình mình cũng vậy. Tổ chức làm sao mà cho con cái người thân của mình, nhất là những người thân mà về làm dâu, về làm rể, về giúp đỡ cho mình đó, phải tạo cho người ta một cái không khí người ta sống mà người ta không cảm thấy khổ. Cái cực người ta có thể chịu được, mà cái khổ là khó lắm. Cho nên là mình phải hiểu được mỗi người có một cái môi trường. Và mình là một Phật tử, mà nhất là mình đang chăm sóc cho mẹ chứ ai đâu. Cho nên cố gắng nhẫn nại một chút, mở lòng một chút, thêm một chút nữa thì mình sẽ đi tới chỗ. Giống như mình sắp tới nơi rồi, và xin thưa là cái thời gian mình chăm sóc như vậy nè không có lâu. Mình đã ráng được bao nhiêu năm rồi, bây giờ ráng một chút nữa thôi thì sẽ được thôi. Mà mình nhớ là đây là bệnh chứ không phải là cố tình. Nên mở lòng như vậy để chúng ta có được cái tâm an bình khi mà mẹ không còn nữa. Mình đã thấy là mình đã sống trọn hết tất cả những nhẫn lực của mình để chăm sóc cho mẹ già. Tại vì mình hiểu được cái nóng nảy của mình, cái bực bội của mình đó, trong cái lúc đó nó có. Nhưng mà cuối cùng mình phải trở lại làm gì làm. Thời gian mình với mẹ không lâu. Và nếu như mình để cái thời gian đó qua đi, có thể mình sẽ đi tới cái hối hận là mình không làm trọn cái câu đó.
Và như cái bài chúng ta thường nghe đó, cái câu như thế này: thành tâm báo hiếu con quỳ, mẫu thân nay đã biệt ly dương trần, con chưa đáp được thâm ân, mà nay mẹ đã mãn phần còn đâu. Nhắc ra thêm thảm thêm sầu, làm con chưa trọn được câu sanh thành. Nhiều khi mình nhớ những cái câu đó để nó giúp cho mình qua được những cái khó khăn trong lòng khó chịu. Nhưng mà nói cho cùng, mình đi khó chịu với một người bệnh mà là người thân của mình, là cha là mẹ. Cho nên mình hiểu cái tâm trạng đó, nhưng mà rồi Pháp Hòa chỉ để mình nhìn lại tại sao người dân nước lã mình làm được, mà đây là người mẹ mình mà bệnh nữa. Cho các vị cố gắng đi, mình cố gắng nhưng mà cố gắng chưa đủ. Vì vậy cho nên mỗi ngày ráng đọc câu chú Bát Nhã lên: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Cái câu Yết Đế, Yết Đế là gì? Cố gắng, cố gắng là Yết Đế, Yết Đế. Ba La Yết Đế là cố gắng hơn nữa. Ba La Tăng Yết Đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ Đề, tới nơi rồi, xong rồi, Ta Bà Ha là viên mãn, là niềm vui. Vậy thì câu chú Bát Nhã có gì, có cái gì ghê gớm không? Không. Mà cho nên trong này nói, đây là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ. Đây là chú tối cao tối thượng, thị đại thần chú, thị đại minh chú là chú sáng chói. Thị vô đẳng chú không có nào có thể so sánh với chú này. Thị vô đẳng đẳng chú có khả năng trừ hết tất cả khổ, không có hư dối. Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. À, câu chú đó là gì? Là cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa, hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến nơi rồi, vui lên Ta Bà Ha, mừng quá Ta Bà Ha. Cho nên Ta Bà Ha nghĩa là gì? Là rốt ráo, là viên mãn, là trọn vẹn. Cho nên câu chú nào kết thúc cũng bằng câu gì? Ta Bà Ha. Trở làm gì xong chưa? Dạ Ta Bà Ha rồi. À, em làm xong rồi đó, viên mãn rồi, rốt ráo rồi, mà thành tựu một cách trọn vẹn. Cho nên ai muốn thành tựu trọn vẹn, mỗi ngày trì cái câu Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc là cái câu Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha, là gì? Là thành tựu, thành tựu một cách viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn, không có gì trở ngại. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Và câu đó chính là tâm chú của Đại Bi đó. Đại bi chú, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, nguyên cái bài đó cuối cùng nó chỉ rút còn có câu cuối thôi: Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Rồi nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh cuối cùng nó có một câu một thôi: Yết Đế, Yết Đế. Mình đọc tiếng Phạn là Gate Gate, Para Gate, Para Sam Gate, Bodhi Swaha. Nó có hai loại: một là hy hữu, là hiếm có; hai là vị tằng hữu, chưa từng có. Vậy thì bây giờ cái mà chúng ta đang làm là hiếm phải không? Hiếm có. Nhưng mà làm được không? Được. Vị hiếm là hy hữu lắm, nhưng mình làm được. Khó lắm mà làm được. Cho nên có một vị hòa thượng dạy vậy nè: khó thì không phải là dễ, mà dễ thì không phải là khó, phải không? Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Chỉ cần chúng ta chịu cực và chịu khó thì mới làm, mới vượt được cái khó, chứ đâu phải không làm được. Khó thôi. Trời ơi, cái này khó làm lắm nghe, nhưng mà làm được. Thí dụ như mình nói ăn chay khó ăn lắm nha, mà ăn được rồi là dễ. Tụng kinh khó lắm nha, tại vì buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà vượt được cái cơn buồn ngủ đó là thành. Vừa rồi ở trên Tây Thiên mình đó, tổ chức khóa tu thiền cho chư ni, hơn 100 sư cô về tu 10 ngày. Pháp Hòa hỏi mấy sư cô, mấy sư cô nói có bữa, những bữa ngồi thiền ngồi mà khóc. Hỏi tại sao khóc? Đau quá. Ngồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng ngồi đau quá khóc.
Nhưng mà qua cái cơn đau đó rồi, qua cơn đau rồi hết khóc và cảm thấy rất là thích, là tại vì mình đã thắng được cái đau của mình. Mà nghĩ chừng như mình không làm được. Tu 10 ngày, tất cả cell phone nộp hết, không ai được giữ phone trong 10 ngày đó, không được nói chuyện ồn ào lớn tiếng, gần như là không nói chuyện. Không phải là 100%, nhưng mà 90%+ là không được nói. Trường hợp nào kẹt lắm cần nói thôi, chứ còn hoàn toàn mọi việc rất là tĩnh lặng nhẹ nhàng. Và nhất là cái ngồi thiền, ngồi lận 1.5 tiếng, 2 tiếng, mà 10 ngày như vậy, một ngày 6 thời, 7 thời mà các cô làm được hết. Có những bà già mình tưởng làm không được, làm được luôn. Phong Hòa hỏi sư cô ngồi thiền đó, dạ mấy ngày đầu con khóc quá trời, khóc nước mắt nước mũi chảy, nhưng mà qua được rồi mình mới thấy trân quý. Chứ cái gì khó mà mình làm được mình thấy trân quý. Cho nên cô ráng đi, mai mốt bà cụ không còn thì cô sẽ thấy những ngày cô chăm sóc bà có giá trị lắm. Đừng để cái chuyện bực bội phiền não là mình hối hận về sau, mình thấy rằng mình không có đủ nhẫn nại. Phong Hòa nuôi mấy chú tiểu đó, có những chú đó, rất là cứng đầu khó dạy. Nhiều Phật tử vô biểu bỏ đi, trả về đi. Pháp Hòa nói không, nếu mà Pháp Hòa trả về lỡ nó đi du côn, nó làm bậy thì mình sẽ hối hận. Hối hận hai việc: một là lòng từ bi mình chưa đủ và đã chưa ôm ấp được một đứa nhỏ như vậy; hai là sự nhẫn nhục mình chưa đủ, mình đã không chịu đựng được nó. Mà lỡ, trừ khi nào nó quyết định nó ra đi thôi, chứ còn bản thân mình không đuổi. Nó có hư thì mình dạy bữa này rồi nó qua ngày hôm sau, kệ nó, được ngày nào hay ngày đó. Chứ còn bây giờ mà đuổi nó đi, mà lỡ nó hư là mình sẽ hối hận đó. Hồi xưa qua dạy với chú, cho nên 15 gần 20 chú, mà có những chú rất là khó dạy, mà Pháp Hòa không đuổi chú nào hết. Trừ khi nào chú nào lớn rồi, đủ 18 tuổi hay lớn khôn mà tự quyết định thì mình chấp nhận thôi. Chứ còn Pháp Hòa không có đẩy chú nào ra hết đó, vì lòng từ bi và sự nhẫn nại của mình không cho. Thì mình mới thấy người như mà mình còn làm được thì huống chi người thân. Thôi thì con vô tình xem được 2 clip video nói rằng Phật không chủ trương ăn chay và tu không phải là ăn chay mới tu. Sau câu nói đó, con biết có rất nhiều người đã dặn bỏ ăn chay và cũng bỏ ý định muốn ăn chay. Riêng con cảm thấy khi đã tu hay là Phật tử thì ít nhất mình phải có lòng ăn chay. Đức Phật có đức hiếu sanh thì tại sao tu mà không phải ăn chay? Nếu như toàn thế giới người tu mà không ăn chay thì đúng với tu hay không? Có nhiều người nói chủ yếu là tu tâm, mà ăn chay tâm còn động, đừng nói chi ăn mặn. Có những người rằm mùng 1 không bao giờ nhớ ăn chay, bởi vì họ bảo tu chủ yếu là tâm, mà không có tâm ăn chay thì không bao giờ nhớ được. Những người đó tâm không bao giờ tịnh được. Còn nữa, con đã từng nghe kinh Nhân Quả Thiện Ác, nếu ăn thịt chúng sanh mà tụng kinh thì bị hậu quả ói máu. Cho nên thầy có lời khuyên gì cho những người cho là tu tâm mà không cần ăn chay? Thứ nhất, ăn chay tốt cho sức khỏe. Thứ hai, khỏi mang nghiệp sát sanh. Ăn chay còn chưa tu được thì nói chi đến ăn mặn? Lời khuyên của thầy có sức ảnh hưởng rất mạnh đến toàn đại chúng chúng con. Và trước hết là xin cảm ơn cái câu hỏi, và nhất là cái câu cuối, em không có dám nhận, em không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà thưa đại chúng á, nếu mà cái vị nào nghe được cái câu là Phật không chủ trương ăn chay và tu không phải ăn chay mới tu, sau câu nói đó có nhiều người bỏ không ăn chay, thì đây là hiểu lầm. Đây là một dạng như cái câu mà chúng ta thường nghe đó, là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Y như vậy mà nghe mà hiểu thì nói oan cho Phật ba đời. Cái vị này người ta đã giải thích rất là rõ,
nói có đầu có ngọn, để dẫn tới cái chuyện là khuyến khích đại chúng, chứ đâu có phải nói vậy để bỏ mình ăn chay. Đúng thời Đức Phật, Đức Phật không có ăn chay. Đây là người ta nói để cho mình hiểu được rằng có những cái thời gian nó đã khác đi. Bởi vì sao Đức Phật không ăn chay? Không phải là Đức Phật không chủ trương hay là không muốn ăn, nhưng mà thời của Đức Phật, Đức Phật là người ôm bình bát đi khất thực. Và cái xã hội thời đó rất là nghèo, đã đi xin thì làm sao có cái quyền dặn người ta nấu cái gì cho mình ăn. Thì cái chủ trương lúc đó là chỉ xin no bụng một buổi để có sức khỏe mà tu. Cho nên Đức Phật ôm bình bát thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực là gì? Là ôm bình bát đi khất thực từng nhà mà không phân biệt. Vì không phân biệt cho nên cũng không có lựa nhà nào cúng chay, nhà nào cúng mặn, nhà nào cho ăn dở, nhà nào cho ăn ngon. Nếu mà lựa đó, thì nếu mà đã có lựa chay, lựa mặn, thì sẽ lựa luôn nhà nào cho ngon mới tới, chà nhà nào cho ăn dở không ghé, phải không? Vì vậy cho nên thứ để khất thực nghĩa là thứ tự mà đi khất thực từng nhà, đứng trước cửa nhà đó trong vòng một phút, nếu gia đình đó không có ra thì tiếp tục đi nhà khác, chứ cũng không có kêu nha. Người đi khất thực là không có đứng trước cửa nhà người ta anybody home. Không có đứng ở trước cửa nhà người ta mà nói là có ai ở nhà không. Đứng, người ta đã biết cái phong tục đó thì người ta đem thức ăn ra, người ta cúng. Hoặc là gia đình nào có chủ ý cúng là người ta đã chuẩn bị sẵn rồi, sáng giờ đó là ta ra trước cửa ta chờ chư tăng đi ngang là ta cúng. Như vậy Đức Phật á, là thời của Đức Phật, cái hoàn cảnh lúc đó Đức Phật đi khất thực cho nên không có chọn. Nhưng mà về sau là Ngài khuyến khích. Và thưa đại chúng là cái chủ ích chính thức á, là chúng ta không sát sinh. Cho nên mình nói là để nói có cái ngay cái gốc từ đầu, rồi sau này tinh thần ăn chay là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là gì? Là tinh thần chúng ta sống lăn xả, hy sinh vì người. Cho nên gọi là cái đó là hạnh của Bồ Tát. Mà đã là hạnh của Bồ Tát cứu giúp chúng sanh thì cái hạnh đầu tiên chúng ta cần làm đó là không tổn hại chúng sanh. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta không ăn thịt chúng sanh. Tại vì bây giờ mình cứu thì không biết có ai để mình cứu không, không thấy, không biết, chưa có gặp. Nhưng trước mắt của mình mỗi ngày là mình nguyện không ăn sinh mạng của họ. Đó là cái việc mình có thể làm được. Cho nên dần dà tinh thần Bồ Tát Đạo được phát triển. Cho nên chúng ta phát triển ra bằng là chúng ta không ăn mặn. Điều thứ hai, khi đạo Phật du nhập vào các nước phương Đông như là Trung Quốc, Việt Nam, cái phương pháp đi khất thực nó không còn phổ biến được nữa, nó không có thể thực hiện được nhiều, thì bắt đầu chư tăng phải nông thiền. Quý vị hiểu chữ nông thiền không? Nông thiền nghĩa là nhà chùa bắt đầu phải làm nông, làm ruộng, trồng trọt. Mà đã làm nông trồng trọt thì bắt đầu trồng rau và mua rau ăn, chứ không có mua thịt cá. Tại vì bây giờ mình chủ trì được cái chuyện ăn uống của mình rồi, mình tự nấu ăn được rồi, thì mình đề xướng cái việc đó. Ở đây muốn nói là chỉ nói cho những người ăn chay mà mình còn coi thường người ăn mặn. Mình coi mình ăn chay là giống như là một cái gì đó rất là tu, rất là giỏi. Cho nên rồi có đôi khi mình sanh cái tâm không có kính trọng những người người ta chưa ăn được. Bây giờ mình cứ nói, mình cứ tôn trọng mọi người đi. Nói đơn giản là không ăn được, họ chưa có hoàn cảnh để ăn. Có nhiều người cũng ăn chay mà người ta chưa có hoàn cảnh. Hoặc là có người người ta không có khả năng ăn là vì người ta ăn không được, người ta chưa tập người ta ăn. Thì bây giờ mình ăn chay được, mình ăn. Và mình khuyến khích người ta ăn từ một ngày cho tới nhiều ngày. Có nhiều vị cũng nói sao con thấy thầy khuyên Phật tử ăn chay có ngày à?
Bây giờ người ta chưa ăn được thì mình khuyên người ta ráng một tháng một ngày, rồi dần dần ăn hai ngày ba ngày. Chứ bây giờ người ta chưa tu được, người ta chưa ăn được, mình bắt người ta ăn chay một cái rằm sao ta ăn được. Mà mục đích thật sự tu hành là gì? Là chuyển hóa tham sân si. Ăn là trợ hạnh chứ không phải là chánh hạnh. Thí dụ như mình ăn chay, mình tâm tánh cũng hiền hòa, bớt nóng nảy, dễ tiêu hóa, bớt bệnh tật. Nó rất nhiều những cái lợi ích của ăn chay. Thì mình khuyến khích mọi người ăn chay, nhưng chúng ta vẫn phải hiểu rằng đây là chúng ta đang khuyến khích để mọi người hướng về cái con đường thực tập ăn uống lành mạnh. Chớ nó không phải là cái pháp tu đặc biệt gọi là để thành Phật. Cho nên nói cho rõ để đại chúng đừng có hiểu lầm là mình không khuyến khích người ta ăn chay, không phải. Nhưng mà mình phải biết cách khuyến khích. Còn nếu mình muốn người ta ăn chay mà cái cách mình nói làm cho người ta tự ái, người ta cảm thấy người ta, thí dụ nha, có nhiều khi mình ăn chay được, cái anh này nè, nghiệp chướng nặng nề lắm, tội lỗi dữ lắm, ăn chay không được. Chưa gì hết là mình đã phán cho người ta một câu là nghiệp chướng nặng nề bởi vì không ăn chay được. Thì làm sao người ta còn đủ tinh thần? Người ta mình không có khuyến khích. Mình nói anh chưa ăn được, thôi anh ráng nửa ngày được không? Rồi anh ăn được, tôi nấu cho anh ăn, chị ăn nửa ngày thôi. Pháp Hòa là luôn luôn là bằng mọi cách hướng dẫn cho người ta từ một cái bước đầu cho đến khi người ta có thể bước được bước thứ hai. Chứ không thể nào người ta chưa biết đi mà đã bắt người ta chạy. Có những người người ta ăn một ngày ăn cũng không nổi nữa kìa. Một ngày cũng không nổi nữa chứ đừng nói là ăn hai ngày. Cho nên có nhiều người là ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Mình ép quá là người ta nửa ngày ta không nổi, ta cứ ăn mà ta cứ trông chờ 12 giờ Phật ngủ. Có nhiều người ăn chay mà chờ Phật ngủ, giống như Phật là đang look after, đang coi chừng mình vậy đó. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng không có hiểu lầm cái ý. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Lìa kinh một chữ mà nói, mình với ma nói giống nhau. Như vậy rất là khó. Là cái chỗ nào? Cái chỗ ở đây là chúng ta biết căn cơ, biết hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta khuyến thiện. Ví dụ bây giờ á, Ngài Ca Diếp á, đi xin ăn của người nghèo. Trời đất ơi, đi xin ăn của người nghèo. Nhưng mà Ngài tới Ngài xin gì? Bà già kia nói trời ơi, Ngài hết chỗ Ngài xin rồi, Ngài không thấy tôi nghèo không có gì để ăn, sao mà Ngài xin tôi có cái gì đâu cho. Tôi không xin cái của bà, tôi xin cái lòng bố thí của bà. Dạ, con mới vừa có một chén nước canh người ta cho mà nó chua rồi, cho tôi cái chén đó đi. Ngài Ca Diếp xin cái chén đó, tại vì cái lý do là muốn khởi cái lòng bố thí của một người nghèo này. Cho nên Ngài xin cái nghèo của bà đó, bà cho tôi cái lòng bố thí của bà, còn cái vật cái gì cũng được. Vì có nhiều người á, người ta có nhưng người ta không cho. Có nhiều khi người ta ghét, ta nói sao, thà là bỏ chứ không cho ăn. Cái nhiều khi người ta sống bằng cái tâm niệm như vậy. Cho nên mình ở đây là mình phải có tuệ giác để khuyến hóa người khác, chứ không phải là mình biểu ta không ăn chay. Nhưng mình phải biết căn cơ hoàn cảnh. Mình khuyến khích chung đại chúng cố gắng mỗi tháng ít nhất một ngày, rồi từ từ lên hai ngày ba ngày. Nếu mà hôm nay mà nói ai quy y rồi ăn chay một tháng 10 ngày, 500 người kia sẽ rút tên, còn lại 100. Tại vì người ta ăn một lần, người ta ăn đâu có nổi. Thì mình khuyến khích người ta, từ quan trọng là người ta hướng thiện nè. Từ cái hướng thiện, người ta đi trên con đường thiện rồi, mình dẫn dắt người ta. Đó là việc ăn chay. Còn cái phần tu tâm,
Đây cũng là một hiểu lầm, nói tu là tu tâm, đâu có sai. Nhưng mà chỉ vin vào cái câu đó, để rồi chúng ta bỏ hết tất cả mọi cái hình thức tu, thì chúng ta là một dạng hiểu lầm. Tu tâm, nhưng anh phải biết tâm anh như thế nào để tu nữa. Vì nói đơn giản là sửa lòng, sửa tánh. Anh có biết tánh anh ra làm sao mà sửa? Anh có biết cái tâm của anh nó hư, nó dở cỡ nào không mà sửa? Như là đi sửa xe mà không biết xe hư cái gì để sao sửa. Mướn thợ tới coi sửa nhà, mỗi nhà anh hư gì không biết, thì người ta không làm được. Cho nên tu tâm là đúng, nhưng không biết tâm mình làm sao để sửa. Vì vậy cho nên sửa bằng cách nào? Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Những đó là những phương thức để giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh lại. Ví dụ như tâm mình thường nổi nóng, mình thường nổi nóng cái mình thường đọc kinh sám hối, đọc những bài kinh vô thường, để mình thấy rằng có những người vừa thấy sống khỏe mạnh sờ sờ đó, sáng hôm nay nghe tin người đó qua đời. Người bạn của mình ngày hôm qua còn đi uống cà phê, đi chơi với mình, hôm nay người đó mất. Người bạn mình tuần rồi còn thấy khỏe, tuần này báo cho mình biết là đi bác sĩ, bác sĩ báo bệnh nan y. Thấy cái vô thường để chúng ta bớt đi những cái cơn giận tức phiền não của mình. Cho nên tu tâm đúng chứ không sai. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nói lý thuyết, cho nên đạo Phật á, có nhiều người nói đạo Phật là một lý thuyết, một triết học. Đúng, không có sai. Nhưng đạo Phật không có dừng ở cái đó. Nếu mà chỉ lý thuyết mà không đưa đến sự tu hành, thì cái lý thuyết này chỉ là một lý thuyết suông, chứ không đưa đến kết quả. Nhưng mà Phật giáo đâu có. Thí dụ Đức Phật nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đó là lý thuyết. Nhưng mà Đức Phật có cung ứng cho mình con đường thoát khổ mà, bằng cách là tu bát chánh đạo. Đây là khổ. Anh có biết tại sao anh khổ không? Tại vì mình tham. Tham cái gì? Tham cái mà chúng ta không thể giữ mãi được. Thí dụ như sống là phải có già, mà anh tham trẻ không chịu già thì anh khổ. Như vậy khi mà anh nhả được cái đó, anh biết rằng đời sống con người phải có già, để trong khi anh trẻ anh biết sử dụng tuổi trẻ đúng mức, về già anh cũng sử dụng tuổi già và an hưởng tuổi già đúng mức. Anh biết cho nên không khổ. Cho nên mình tu để mình biết. Biết để làm gì? Biết để mình giảm khổ, dần tới hết khổ, chứ không thể khác hơn. Còn mình không biết thì mình sống ngây ngô, sống không biết gì hết. Cho nên đạo Phật, Đức Phật đưa ra những cái giáo pháp, nhưng không chỉ phải thuyết giáo pháp không, mà không có thực hành những giáo pháp. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình đó, mình biết pháp nhưng mà cũng cần hiểu pháp. Mình nghe rồi đó, hôm nay là một trong những cái quý giá mình có được là chịu lắng nghe. Quý vị chịu nghe, quý vị cũng ngồi đây nè. Không chịu nghe là nãy giờ đi về ngủ mất rồi. Trời, từ sáng tới giờ mà mắt nó cũng mỏi lắm rồi, lưng nó cũng mỏi dữ lắm rồi, trời thì nóng bức nữa, mà tại sao mình vô ngồi đây? Quý vị đã có được một cái tài sản quý giá, đó là chịu lắng nghe. Rồi nghe xong rồi suy nghĩ, tư duy. Có thể nguyên ngày hôm nay mình chỉ lượm lặt được vài chuyện thôi, bỏ túi. Tại mình có tư duy cái gì hợp với mình, cái gì không hợp với mình. Cho nên á, việc tu tâm rất cần, nhưng chúng ta cần biết tâm mình ra sao để tu. Chứ đừng có nghe như vậy rồi nói như vậy. Phóng vào ví dụ nè, mình nghe một câu chuyện, ta kể rằng ta chết, có người đã tới chửi Đức Phật. Đức Phật không có nói gì hết. Cái Đức Phật quay lại, Đức Phật hỏi: tôi đố anh, nếu anh đem một cái bánh tặng cho tôi không nhận thì anh làm gì? Ông kia nói: không nhận thì tôi lấy về. Đức Phật nói: cũng như thế, nãy giờ những gì anh chửi tôi không nhận, thôi anh lấy về đi. Thật ra câu chuyện đó để giúp cho mình nghe, để mình hiểu. Nhưng mà theo như
Các vị cũng giải thích, nếu Đức Phật giữ im lặng không nói gì hết, nó sẽ hay hơn là trả lời câu đó. Tại vì nãy giờ mình nín được hết rồi, cái mình nói câu đó cho người ta sốc cũng chưa phải là cái đạo lý. Cho nên nhiều khi mình thêm thắt vào để nói lên cái sự nhẫn nhục mà Đức Phật dạy mình, nhưng có thể nó ở cái mặt tương đối chứ chưa phải là tuyệt đối rốt ráo. Mà tuyệt đối rốt ráo là nín đi, đừng nói. Mà một Đức Phật im lặng trước mọi sự thị phi, phỉ báng là đã quá đẹp rồi. Giống như mình nhịn từ sáng giờ, cuối cùng nói có một câu người ta nghe, ta bể tim. Đó, mình nói sốc người ta một câu gì? Sáng giờ anh chửi tôi không nghe, anh em về đi. Thì một Đức Phật, chúng ta cũng phải tư duy lại cái lời nói đó có phải chính xác là Đức Phật nói không, hay là mình thêm thắt vào để phô trương Đức Phật, nhưng mà nó không đúng mức. Cũng giống như mình nói đây có một câu đây, sẵn có bà trả lời câu này luôn. Có một cô mới giờ hỏi nè, là con có hứa trước đây con đến một ngôi chùa cầu nguyện trước Đức Phật, tuy nhiên sau đó con không có thể giữ đúng lời nguyện đó, và có phải vì vậy mà con hơn chục năm nay bất cứ việc gì con làm cũng gặp nhiều trục trặc khó khăn? Thì nếu mà mình muốn mà đưa Đức Phật lên trên cao, nói đúng rồi, hứa với Phật mà không có làm, bởi vì Phật vỡ 10 năm nay te tua và tơi tả, nếu mình nói như vậy đó là tội nghiệp cho Phật lắm. Đức Phật không phải vậy. Những cái trục trặc khó khăn của mình đó là những cái phước và cái kém phước của mình, cái vận may và không may mắn của mình, chứ không phải Phật nào mà làm như vậy. Nếu mà Đức Phật mày còn như vậy thì làm sao mà gọi là Đức Phật? Chỉ có chúng sanh mình mới sống với nhau như vậy thôi chứ. Anh hứa anh cho tôi 50 đi chơi, anh không cho tôi vẫn có tiền đi chơi. Nhưng mà suốt đời tôi nói, đừng bao giờ tin chị đó nghe không? Hứa cho tôi 50, tôi đâu có thèm, tôi để cái chừng nào đưa. Đi đâu cũng nói có 50 người ta hứa. Nếu mình là rộng lượng, mình phải hiểu đâu phải người ta muốn quỵt lời hứa đâu. Một là người ta có thể không có khả năng. Hai, có thể mình làm cái gì người ta buồn. Thường thường ai hứa gì với mình mà không làm, mình ít có khi nào nghĩ xấu cho người ta mà nghĩ mình. Không biết mình làm gì cho người ta buồn mà người ta không đến với mình nữa. Mình phải nghĩ phần mình nhiều hơn. Để chi? Thấy cái lỗi mình nhiều hơn là thấy cái sai của người. Cái đó là tu tâm đó. Tu tâm là mình thấy cái sai của mình để mình chữa sửa, hơn là mình chỉ thấy của người ta. Người ta thất hứa thế này, người ta xấu thế kia, mà mình quên rằng cái cách sống của mình sao có thể đã làm cho người ta buồn phiền mà người ta không đến với mình. Có nhiều khi mình đến chỗ đó hứa hẹn rồi, và tự nhiên sao người đó không có mặt, mà người đó cũng không nhắn nhủ gì hết. Tự nhiên mình cũng lo, không biết mình có làm gì người ta buồn không, thay vì mình nghĩ người ta thế này thế nọ. Như vậy tu tâm là cái người luôn luôn nhìn lại mình, quán xét lại mình nhiều hơn là mình chỉ lấy cái tâm xấu dở của mình soi người khác. Chứ không có tu tâm là cần đó, nhưng mà mình phải biết cách là mình hiểu là cái tâm mình như thế nào để mình có thể tu tập. Còn mình khuyến thỉnh ai ăn chay tu tập được tốt, nhưng chúng ta phải hiểu được hoàn cảnh. Cho nên quý vị nhớ ha, có một người đó giữ giới nhiều quá giữ không được, lên gặp Phật. Phật nói ông nghe nói là ông than phiền nhiều giới quá giữ không nổi, bây giờ một giới ông giữ nổi không? Dạ, từ 250 giới mà rớt xuống còn có một giới thì là quá hạnh phúc rồi, vậy xin cho con thọ cái giới đó. Đức Phật nói vậy ông giữ cái giới ý đi, cái giới tâm đó. Tại vì tất cả mọi lỗi lầm từ đâu ra? Từ cái tâm. Mà hay giữ cái tâm mà thuần thục rồi thì mấy kia nó không có phạm. Cho nên tu tâm là vậy, giữ cái tâm cho thuần thục của mình. Mình mới đứng dậy
để cái ghế trống, sợ mất, để cái giỏ lên đó, để chai nước lên đó. Mới đi ra rửa tay vô chai nước nồi nằm xuống đất rồi, có người ngồi rồi. Đó, chỉ cần thấy chai nước của mình nằm dưới đất mà người khác ngồi trên cái ghế của mình, rồi hãy nhìn lại cái tâm mình phản ứng làm sao. Nhiều đó thôi là mình biết là mình có tu tâm không. Còn nếu khi nào mình nói ố bác ngồi rồi hả, cái bác kia ngại ngùng thôi thì con đứng vậy, không không, bác cứ ngồi đi, con kiếm chỗ khác được, không sao hết. Khi nào mình trả lời được như vậy, mình nhẹ nhàng được như vậy á, ngay cả mình đi tu cũng vậy, mình là lớn hạ hơn tu trước người kia, mà lỡ người kia ngồi vào cái vị trí mà chỗ mình ngồi đó, mà lỡ rồi đó, ta đứng dậy thôi ngồi đi, ăn cơm thôi mà, ngồi đâu cũng được. Thật ra nếu ngồi đúng chỗ thì được không sao, nhưng lỡ có ai ngồi cứ thoải mái ngồi, tôi ngồi dưới kia cũng không sao, miễn có chỗ ngồi với nhau là vui rồi. Khi nào tâm mình được như vậy mà trả lời là mình biết tâm mình có một chút chuyển hóa tôi. Còn nhất định anh phải đứng dậy, anh nhỏ hơn tôi, anh ngồi dưới kia, tôi ngồi chỗ này mới trúng. Như vậy là mình tu để làm gì? Để kiếm cái chỗ ngồi bằng những năm tháng tu hành của mình sao? Không lẽ mình tu hành tới như vậy, mình lấy năm tháng tu hành mình kiếm cái chỗ ngồi đó sao? Thì mình hỏi cái tâm tu của mình. Cho nên nhiều khi á, mình tu á, cuối cùng á, hằng ngày mình phiền não có gì nhiều đâu đó, ba cái lặt vặt vậy đó, từ cái chỗ ngồi, thậm chí nhìn y của nhau nữa. Mới tu mà đắp y nhiều điều quá. Mình tu tâm và tâm mình như thế nào đến với mọi người. Thậm chí có những người mình không có chuẩn bị, nhưng người ta tới mình phải tiếp đãi người ta như thế nào, mình ân cần những người ta như thế nào, để mình hiểu được cái tấm lòng của mình đối với người khác. Đôi khi mình cứ muốn người khác đến với mình không, mà lòng mình chưa hề đến với ai. Cái đó là một cái thiếu sót, và mình đoạn cái duyên của mình với người. Cho nên rồi á, mình có tu thì cũng có, nhưng mà duyên lành với chúng sanh không đủ. Còn quý vị thấy có nhiều người á, người ta làm việc á, người ta nhờ ai người ta cũng giúp hết á. Đây cái khóa tu này nè, chị Nguyễn Hạnh là nhờ vả nhiều người lắm, mà người nào cũng phát tâm trợ giúp hết á, là mình biết là kết cái duyên lành. Còn nếu mình không kết duyên, mình nhờ ta có khả năng, nhưng mà ta cũng có quyền từ chối, người ta từ chối ta không giúp. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong cuộc sống tu tập á, chuyện đầu tiên là làm sao chúng ta phải mở lòng kết duyên với chúng sanh, kết duyên với mọi người, dù chỉ một lời chào hỏi, dù chỉ là một ly nước, dù chỉ là một tách trà, dù chỉ là một cái chỗ ngồi, bất cứ cái gì mà chúng ta kết duyên được với người, chúng ta nên làm. Ở bên Nhật Bản, trên chiếc xe bus công cộng, người ta để cái băng ghế có ba người được nhường chỗ: bà bầu, một người già và một cái người có tai nạn. Thí dụ người ta bị gãy tay gãy chân, người ta đi gãy, mình là người lành lặn mình ngồi ghế đó, nhưng chiếc xe bus, những cái ghế đó sẵn sàng ưu tiên cho ba vị đó: một người già, một người bệnh và một người có tật. Còn có chỗ đó, còn vẽ hình của thầy tu nữa, nhường chỗ cho một vị xuất gia. Nhưng mà thôi, Pháp Hòa không nói cái đó, mình nói ba cái này để mình thấy rằng á, mình đang ngồi vị trí đó, nhưng mình nhìn mình thấy một người khác khó khăn hơn mình, đi đứng khó hơn mình sẵn sàng nhường cái chỗ đó. Thì khi Pháp Hòa thấy cái đó, trong bụng Pháp Hòa nghĩ đây là cách kết duyên lành với mọi người. Nếu như chiếc xe bus đó mà không ai ngó ai thì bước xuống xe rồi là xong. Nhưng chiếc xe bus đó mình đứng dậy, mình nhường cái người kia, thì người kia sẽ cúi đầu chào mình cảm ơn, mình cúi đầu đáp lại không có chi, mình kết cái duyên với họ. Cho nên
đời này á, mình nhìn lại mình thấy mình đi đâu mình cũng dễ làm bạn hết á. Đi đâu mình cũng dễ làm bạn là mình biết là mình có duyên lành với chúng sanh. Còn mình đi đâu mà mình cứ rà rà tới cái hồi ta né né là mình biết rồi đó. Mình không có kết duyên nhiều cho cố gắng. Không hiểu tại sao con hay nóng giận vô cớ và hay nghĩ người khác chê bỏ mình. Con xin thầy chỉ dạy cho con được sống an lạc. Cái này là một dạng mặc cảm, tự ti. Trong kinh Đức Phật dạy có ba loại mặc cảm. Một là mình bằng người. Hai là người đó mình cao hơn họ. Một là mình hơn người ta. Hai là mình bằng người ta. Ba là mình thua kém người ta. Mặc cảm hơn thua bằng. Ba cái loại mặc cảm. Nhưng mà nếu mặc cảm mà dở á, là mình luôn nghĩ như mình cao hơn, còn không là mình bằng người ta và người ta thấp kém hơn mình. Có khi thì mình thấp kém hơn người ta. Đây là một cái mặc cảm thứ ba là tự ti á. Là mình đi đâu mình cũng nghĩ á, mình thua người ta, mình dở người ta, cho nên lúc nào mình cũng thu vào trong cái góc cạnh của mình. Mà mình không có mở lòng để mình tiếp nhận. Thí dụ như mình nghĩ người ta xấu, ví dụ vậy đi, thì cho là cái nghĩ đó đi, thì mình hãy để cái hành động người ta, mình đã nghĩ người ta như vậy rồi, thì cứ nhìn vào hành động người ta coi có đúng với cái mình nghĩ không. Nếu mình so ra mình thấy rằng những cái điều mình nghĩ cho người ta sai hết, thì từ đó bắt đầu giúp cho mình thấy mình đã có một cái lệch kiến, cái tà kiến, cái sai lầm, cái biên kiến như người ta. Từ từ mình bỏ được cái đó. Cho nên mình thí dụ lỡ mình đi vào cái con đường là phải so sánh, thôi cũng được. Tại cái đó là cái thói quen của mình. Nhưng mà đừng có kết luận và vội vã và đẩy người ta ra, mà hãy để cho người ta đến, người ta sống coi có đúng như cái cách mình đã suy nghĩ không. Nếu mà không đúng thì mình phải tự chỉnh, mình đã nghĩ sai người khác. Quý vị nhớ câu chuyện Pháp Hòa hay kể là nồi cơm của Đức Khổng Tử không? Nhớ không? Nhớ câu chuyện đó không? Đức Khổng Tử có một người đệ tử tên là Nhan Hồi. Gặp cái thời loạn lạc, thầy trò dẫn nhau đi chạy giặc. Thì lúc đó đi ngang một cái xóm, người ta cho được một lon gạo để nấu. Thì Đức Khổng Tử nói thôi, Nhan Hồi xuống nấu cơm, các vị kia đi kiếm thức ăn, còn thầy lên phòng thầy đọc sách. Thì Đức Khổng Tử ngồi đọc sách, thì trong khi mà ngài để cuốn sách xuống á, thì ngài vô tình ngài nhìn qua cái cửa sổ, thì ngài thấy Nhan Hồi đang bốc cơm bỏ vô miệng ăn. Ngài không nói gì hết, buồn lòng để bụng thôi. Khi tới giờ cơm, Đức Khổng Tử mới nói, thì Nhan Hồi mới xin phép, con xin phép con không ăn, là vì hồi nãy có một ít cơm nó rớt xuống đất, và con nghĩ rằng trong cái thời buổi khó khăn, cơm có dính bụi mà nếu mình đem bỏ đi thì phí quá, cho nên con đã mạn phép thầy và các sư huynh, con phủi bụi cái mớ cơm đó và con đã ăn cơm đó rồi. Nghe xong rồi, Đức Khổng Tử vỗ đầu, chỉ xém một chút nữa thôi, ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Nghĩa là ngay từ đầu ngài đã suy nghĩ xấu cho người đệ tử mình là dám ăn cơm trước mình. Nhưng mà ngài đâu có nói ra, ngài để bụng thôi, ngài không nói ra. Cũng giống mình vậy đó, mình quy nạp ai một cái chuyện gì đó mình không nói ra, mà mình nghĩ nó đúng. Nhưng thí dụ như may mắn thay việc đó nó ra ngoài thì mình mới hiểu. Nhưng lỡ không có việc gì xảy ra thì có phải cái câu chuyện hiểu lầm này mình để suốt đời, và bắt đầu mình trở thành một tập khí nghi ngờ và xác định điều đó là đúng. Cho nên nghi cũng được đi, nhưng mà hãy để cho người ta sống và đem cái cách sống của người ta để so lại với cái nghi của mình có đúng không. Cho nên khi mà Đức Phật nghe ai nói điều gì về ai đó, Đức Phật gọi người đó lại
gọi người đó lại: có phải thầy sống như vậy không? Dạ thưa đúng. Đức Phật nói: thầy đã hiểu lầm, tôi không có nói như vậy. Từ từ đó Phật mới chỉ cho mình cái phương pháp. Giống như trong cái kinh Người Bắt Rắn, có một vị tu á, đệ tử Phật mà hiểu lầm là Đức Phật nói á, hưởng thọ ngũ dục không có sai, nói tất cả những cái gì nó ngược lại hết. Đức Phật nghe xong, Đức Phật đâu có nói gì đâu, kêu thầy đó lại: tôi nghe người ta nói thầy như vậy, có phải vậy không? Dạ đúng, con hiểu là Đức Phật dạy như vậy, thầy đã hiểu lầm ý tôi rồi. Bắt đầu ngài mới dạy, xong đó ngài mới nói một câu: nếu như mà bắt một con rắn mà không biết cách bắt rắn thì con rắn nó sẽ làm sao? Nó quật ngược, nó cắn mình. Tại vì nếu mình chụp cái đuôi rắn thì con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Còn người biết bắt rắn thì người ta lấy một cái cây nạng, người ta chống vô cái đầu của con rắn, dù cái đuôi nó có quẩy ngụa nhưng mà nó không tác hại cho mình được. Đức Phật nói: những gì tôi dạy mà các thầy không biết cách để hành trì á, cũng chẳng khác nào quý thầy chụp cái đuôi con rắn, nó sẽ quay lại nó cắn mình. Giáo pháp của tôi mà quý vị không biết cách thực tập thì quý vị cũng sẽ nguy hiểm như vậy. Đó, ví dụ như mình chuyện mình ăn chay này, chuyện mình giữ giới, chuyện thế này thế kia mà mình không biết cách tu tập, và mình ôm một cái mà mình đúng đó, mình đem ra mình soi và người nào cũng trật hết. Không, mà ví dụ như vậy nè, mình ăn chay thuần túy, bây giờ mình đem cái ăn chay của một người lớn ra mà mình đi so sánh như một đứa nhỏ ăn chay, có phải là mình nói trúng? Nhưng mà mình đang nói chuyện với ai? Mình đang so sánh, mình đang so đo với một đứa nhỏ. Rồi bây giờ mình tu lâu năm, mình đi so bì với một người mới vào chùa tu, hay là một người người ta không có cái nhạy bén? Không thể được. Cho nên tại sao trong kinh có đoạn Phật nói thế này, có đoạn Phật nói thế kia? Không phải là Phật nói bất nhất, nhưng mà Phật biết mỗi cái giai đoạn con người ở đó như thế nào mà Phật nói. Tới chỗ cá Phật nói chỗ cá, tới chỗ nhan Phật nói chỗ nhan. Ngạ Nan đi tới cái chỗ bán cá, Đức Phật nói: thầy lấy cái tay vọc một cái cá lên, xong rồi thả ra rửa tay, ngửi vẫn còn tanh mùi cá. Nhưng mà nếu mình đi tới cái chỗ người ta bán hương á, ta làm bột nhang á, lấy cái tay này thọc tay vô trong cái bột nhang, đem ra ngửi có bột nhang, mình ở gần đâu mình sẽ có một cái ảnh hưởng đó. Và mình biết rằng giữa mùi tanh của cá và mỗi mùi hương của thơm nó khác. Cho nên á, Đức Phật dạy một câu rất hay này: pháp còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ, chứ đừng nói cái không phải pháp. Tại vì có những cái bỏ là sao? Không phù hợp, chứ không phải là phỉ báng. Hai cái nó khác, vì nó không phù hợp. Một cái đứa nhỏ mới vừa rồi, một đứa nhỏ 8 tuổi hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy có cách nào làm cho con bớt nóng tính không? 8 tuổi thôi nha. Bây giờ không lẽ mình nói là con phải quán vô thường, sống nay chết mai, nói vậy sao nó hiểu? Mỗi khi con nóng, con đừng nói gì hết, con đừng có la, con đi lên phòng, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tánh, Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tánh. Con niệm 10 lần rồi con bớt nóng tánh rồi con đi xuống. Nói vậy con nít nó nghe nó hiểu được. Còn nếu mà mình phải, con phải thấy vô thường, sống nay chết mai, phải không? Rồi con phải thấy đời là tạm bợ. Nói với nó là nó sẽ trừng con mắt, nó nói what do you mean. Tại vì mình nói chân lý mà không hợp cái căn cơ, mà cơ mà không hợp thì lý nó cũng không hợp. Vì vậy thì tại sao chúng ta gọi là kinh? Chữ kinh là nói tắt, nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh nói cho đủ là khế kinh, là bởi vì trong cái kinh này nó chứa đựng cả hai cái khế hợp,
hợp với căn cơ gọi là khế cơ, hợp với lý đạo gọi là khế lý. Mình nói cái gì mà vừa khế lý mà cũng phải vừa khế cơ. Có những bài học của người xuất gia thì đâu thể nói với người tại gia, tại vì người ta nghe không có được, người ta nghe nó không có, có dính dáng gì đâu. Cũng giống như trong Bồ Tát giới, có một cái giới nói là không có được thuyết pháp lộn xộn. Mà nếu cái giới đó mà đem nói với cư sĩ nó có hợp không? Tại các vị có thuyết pháp đâu. Cái giới đó là cho những vị Bồ Tát xuất gia muốn thuyết pháp thì phải thuyết mạch lạc, rõ ràng, chứ không có nên nói những điều không có mạch lạc cho người ta nghe, làm cho người ta hiểu lầm, ví dụ vậy. Cho nên qua cái câu hỏi này có rất nhiều việc để chúng ta bàn đến. Thầy Pháp Hòa nói hơi lâu là bởi vì Pháp Hòa muốn đại chúng rõ được cái chỗ tu tâm, và mình có cơ hội sẽ nhìn lại cái tâm của mình bằng những cái phản ứng của mình trong mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Con kính xin Thầy giúp con giải đáp làm sao tự mình có thể tha thứ cho mình những lỗi mình lầm mình đã gây ra cho chồng mình. Mình hỏi cái này thì mình cũng không biết. Hai là công đức nếu có thể hồi hướng cho người đã mất. Chồng con qua đời với lòng buồn và hận con vì con có lỗi, con phải nên làm gì để sống đoạn đời còn lại của mình? Ở trong nhà Phật á, có 5 cái pháp làm chướng ngại gọi là ngũ cái. Chữ cái đây là ngăn che. Thứ nhất là hôn trầm. Thả mình ra mình tỉnh mà hãy mở băng giảng là mình ngủ. Ngồi nói chuyện nguyên ngày không buồn ngủ mà dở cuốn kinh ra là ngáp. Đó là hôn trầm. Thứ hai là trạo cử, khó chịu, nhúc nhích, bồn chồn, không có yên. Thứ ba là bất tín, là không tin. Thứ tư là nghi ngờ, hối hận. Ủa? Hối hận là tốt chứ tại sao là trở ngại? Đúng rồi. Nếu mình hối hận mà cái hối hận này giúp cho mình phát triển tốt đẹp hơn, tâm nào làm lỗi thì lấy tâm đó sám hối, thân trước kia làm lỗi thì bây giờ thân này làm thiện sự để giúp người, thì cái hối hận này là hối hận tích cực. Nhưng mà có nhiều người, người ta chỉ hối hận thôi mà người ta không có thay đổi gì hết. Người ta cứ ngồi rầu, tôi có lỗi, nhưng mà người ta không sửa lỗi. Cho nên cô Phật tử này thấy lỗi là tốt, nhưng mà bây giờ làm sao mình sống đoạn đường còn lại đây? Sống tích cực. Sống tích cực, sống tu tập, làm những điều thiện sự. Thứ nhất là để hồi hướng cho chồng. Thứ hai là để bày tỏ cái lòng hối hận của mình. Bất cứ hình thức nào mà mình đã làm lỡ thì mình sống tích cực trở lại. Mà mình sống tích cực trở lại cho con, cho gia đình, thì cũng giống như mình sống tích cực cho chồng mình khi còn tại thế vậy. Ít ra cái mất của người này cũng đã làm cho mình, làm cho một người khác biết ăn năn, biết hối cải. Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng chú có mất thì cái mất của chú cũng có giá trị để tỉnh thức một con người. Mà thích tỉnh thức trước nhất là tỉnh thức người vợ của mình. Cho nên ngày nay cô có tỉnh thức được rồi là điều tốt. Nhưng đừng chỉ dừng ở cái chỗ hối hận mà không tích cực để sống. Trong Phật giáo Đại Thừa có 2 vị Bồ Tát học giả rất nổi tiếng, 2 anh em ruột. Đó là Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân. 2 vị này nổi tiếng lắm. Nếu quý vị nào muốn biết cuộc đời của 2 vị này và 2 vị này đã đóng góp gì cho Phật giáo, 2 vị quý vị Google bấm Vô Trước, Thế Thân. Thì trong 2 người có một người em lúc chưa hiểu đạo phỉ báng dữ lắm, viết bao nhiêu bài vở để phỉ báng. Một ngày kia ông đã tỉnh thức, ông định hy sinh, cắt cái lưỡi của mình vì cái tội nói bậy.
Người anh khuyên: thay vì em có lỗi, ngày xưa em dùng cái lưỡi của em nói sai, dùng cái bàn tay mình để biết sai, thì bây giờ mình hãy dùng cái lưỡi mình nói đúng, dùng cái tay mình biết những điều chỉnh đốn lại sự thật tốt đẹp lại, cái này mới là tích cực đúng không? Tại vì mình kết liễu mình nó đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên trong nhà Phật mình mới có câu gì đó: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Lấy cái tâm tội mà mình đã tạo đó, lấy cái tâm mà mình tạo tội đem ra sám hối, cũng một tâm đó thôi. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Nó tiêu cái gì? Nó tiêu tiếp tục, nó tiêu cái sự tạo nghiệp tiếp tục, và nó dừng tất cả những cái đó, và để anh sống tích cực trở lại. Tội tiêu là tội tiêu cái tội gì tiêu? Tội của vị lai tiêu. Tội tiêu tâm tịnh. Tại sao? Tội nó tiêu là nhờ cái gì? Nhờ cái tâm nó tịnh. Hồi đó ai nói cái gì không có trúng, tôi phản ứng là liền. Bây giờ nghe ai nói gì không ứng, tôi cũng ngồi im, tôi lắng nghe cho trọn. Cũng ngồi đó, cũng nghe cái đó, nhưng không phản ứng nữa. Không phản ứng nữa là gì? Tâm tịnh. Còn cái lời nói sai đó vẫn tiếp diễn không? Vẫn tiếp diễn, nhưng mình không phản ứng nữa thì là tội tiêu tâm tịnh. Nó tiêu là do ta nhờ tâm mình tịnh. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chơn sám hối. Nghĩa là cái ác pháp trong cuộc đời đó, nó vẫn diễn biến như vậy, nhưng giờ tâm mình tịnh rồi, cho nên nó có đi ngang mình cũng bình thường. Phong và ví dụ ha, mình bị tiểu đường, ngày nào mình cũng ăn chè. Bây giờ bị tiểu đường rồi bớt lại, cái bà bán chè mỗi ngày vẫn đi ngang, vẫn đi ngang và reo hà reo chè: ai ăn chè đậu đen không? Nhưng mà mình biết bệnh của mình rồi, cho nên bà đi ngang, bà cứ đi ngang và bán chè. Nhưng mà tại xin lỗi, tôi mắc bệnh rồi, tôi không có đáp nữa. Hồi xưa là: bà bán chè ơi, bán cho tôi một chén. Bây giờ không còn muốn ăn chè nữa, vì cử rồi. Bà bán chè vẫn cứ bán, nhưng mà mình không đáp nữa. Cái này gọi là tâm tịnh, thì cái bệnh nó không tăng. Hiểu ý không? Cái pháp mà để cho mình tham nó vẫn có mặt, nhưng mà giờ tâm mình hết tham. Cho nên ai để của dễ lấy cũng không lấy, chứ hồi xưa là lén lấy dữ lắm, rình dữ lắm đó, bây giờ không. Cho nên cái câu là tội tiêu tâm tịnh, các pháp nó vẫn đi qua trên cuộc đời này bình thường vậy, nhưng mà tâm mình tịnh rồi, cho mình bình an. Nói đơn giản gần gũi nữa nè, hồi mới ăn chay còn thèm lắm phải không? Trời ơi, ai mà cứ nấu mấy cái mùi khó chịu quá. Ngày mình ăn chay mà cứ nấu, nó cứ mua, nó chọc ghẹo mình hoài. Nhưng mà bây giờ bình thường. Khi mình không còn khởi tâm nữa, mặc dù mấy cái đó nó đó. Chơi cái người mà ta ăn chay thuần á, ai ngồi trước mặt người ta nước mắm hay cái gì đó, bình thường chị cứ ăn bình thường, tôi ăn phần của tôi. Ê, chị xức trang nghe, coi chừng nước mắm chị văng cho tôi, tại bữa nay rằm tôi ăn chay. Có một ngày đây thôi nha, qua ngày mai ê lỡ cho tôi miếng kén miếng rồi. Hiểu ý không? Tức là mình rất là hình thức. Cho nên mình ăn năn là tốt, nhưng đừng có để cái sự ăn năn nó làm cho một thành một cái khối khổ đau mà chúng ta dừng chân, chúng ta bị dừng chân, chúng ta bị dùng đùng lại và không tiến bộ. Không có ai mà không có lỗi, mà cái quan trọng là biết lỗi để sửa lỗi đi lên. Cũng giống như mình té đó thì đâu thể ngồi đó. Quý vị nhớ có hoặc có làm bài kệ không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Nếu mình cái thất bại đó là xong, là mãi mãi không làm nữa, thì cái thất bại này nó mãi mãi phải không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Còn nếu mà thất bại mà mình đi tiếp tục, mình đi theo đứng dậy mình đi nữa, thì
thành tựu sẽ ngàn du, nó đi theo mình. Cho nên nếu cái phước của mình nó là một cái tô nước thì một nắm muối không ăn thua. Đức Phật ví dụ trong kinh đó, nghiệp của mình có thể như một nắm muối, nhưng nếu như mà mình lấy một cái ly mình đổ vô cái nắm muối đó thì cái ly nó rất là mặn. Nhưng nếu mà nắm muối này ở trong một thao nước có thể nó còn hơi lợ lợ, nhưng nếu nắm muối này ở một cái hồ thì sao? Không ăn thua. Cũng như thế, cái nghiệp của mình, cái lỗi của mình có thể nó như nắm muối thôi, nhưng mà nếu mình ráng tu tập, phước lành mình nó rộng lớn như cái hồ, cái ao thì nó không ăn thua gì hết. Cho nên đừng có để cái này nó thành ra một cái khối nó dừng mình lại, uổng lắm. Và chúng ta phải biết thấy nó mà tiếp tục chuyển hóa nó. Cũng giống như mình thấy cái bao rác, nhưng để cái bao rác ở trong nhà là nó xã hội, đem dứt cái thùng cái bao rác đó hết thì uổng. Tại vì có thể trong đó có rau củ mình có thể làm phân bón, có thể có những chai nhựa, bao giấy mình recycle. Mở ra thì tất cả trong cái bao đó hồi nãy mình gọi là bao rác, mà bây giờ có những cái mình sử dụng được để tái chế, để chuyển hóa. Cho nên cái quan trọng Đức Phật dạy trong kinh, trên đời có hai dạng người quý. Một là người không có lỗi, hai là người có lỗi mà biết sửa lỗi. Đó là hai dạng người quý trong cuộc đời. Cho nên cô nên nhận diện cái đó rồi tiếp tục sống và làm lành. Nếu về phần của chú là chú sẽ được hưởng cái phần công đức mà cô hồi hướng. Mà nếu về mặt tâm linh, chú sẽ rất hạnh phúc khi thấy người thân của mình, người phó ngẫu của mình có được một cái tích cực chuyển hóa tốt. Chú không được hưởng mà mình sống tốt với người sau, những người xung quanh, những người còn lại, chú vẫn vui vẻ như thường. Giống như cha mẹ mình thôi, có thể mình làm sai với cha mẹ, nhưng mà cha mẹ rất mong là mình thay đổi để mình sống tốt cho cuộc đời của mình với những người thân. Chứ không phải riêng cha mẹ không có cái phần đó, nhưng mà mình đã đóng góp được cái phần là gì? Vì mình mà tỉnh thức được người kia. Câu hỏi kế ha. Bạch Thầy, trong kinh Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, kính Thầy giải cho con tu học. Đây là câu kinh Bát Nhã mở đầu á. Trước hết mình nói chữ Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Chữ Bát Nhã là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này không phải là một trí tuệ bình thường, mà một trí tuệ rất siêu việt. Vì nó siêu việt cho nên gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Chữ Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh. Nói tóm lại cái câu đó là trí tuệ rộng lớn viên mãn. Chữ Maha là tiếng Phạn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn. Vậy thì trí tuệ này là trí tuệ rộng lớn do Bồ Tát Quán Tự Tại. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, mà nghe cái tên của Ngài không là mình thấy tự do rồi đó. Nhưng mà Ngài không phải tự do bình thường, mà có cái gì? Có cái quán. Quán là nhìn sâu để thấy. Người nào có quán, có nhìn sâu mới sống được với cái đức tánh tự tại đó. Ngài Bồ Tát này làm gì? Hành thâm. Hành thâm là làm gì? Quán sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã để thấy được năm uẩn là không. Năm uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Nói đơn giản ba năm chữ gọn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao gọi nó là uẩn? Là vì nó cấu tạo, nó duyên với nhau mà để nó có được sự sống của con người. Vì nó kết hợp lại cho nên gọi là uẩn.
ngũ uẩn, nghĩa là năm thứ kết hợp lại để làm con, để có một con người còn sống đây. Ví dụ như là hiện tại cái sắc thân của mình là sắc uẩn, nhưng mà quý vị có đang thọ không? Có không? Quý vị có đang thọ không? Có. Thọ gì? Thọ là cảm thọ đó. Quý vị đang thọ gì? Thọ nóng. Chữ cảm thọ là mình nhận cảm thọ là nóng, lạnh. Hiện bây giờ quý vị đang nóng hay đang lạnh? Vậy thì cảm thọ của mình là nóng. Nhưng nếu mà một chiều nay mà thời tiết nó xuống độ á, thì mình lại lạnh. Và có những người đang cảm thọ là buồn ngủ. Sắc thọ tưởng mà, thì con người mình có sắc thân, có cảm thọ, không? Có sự luân chuyển, tâm hành biến đổi. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại thấy rõ năm uẩn này chỉ là sự kết hợp thôi. Nếu mà nó mãi mãi thì tại sao mình đang ngồi hồi sáng mình lạnh, bây giờ mình lại nóng? Như vậy cảm thọ này nó không có thường. Ngũ uẩn là dài không. Cho nên Bồ Tát này thấy được như vậy, liền qua tất cả mọi cái khổ nạn. Ai muốn biết cái này nhiều hơn, sâu sắc hơn, đi tìm bài Bát Nhã Tâm Kinh mà nghe. Pháp Hòa có giải cái Bát Nhã Tâm Kinh với cái chủ đề là thuyền tuệ sang sông. Năm dĩa, năm buổi. Thuyền tuệ sang sông, với lệnh quý vị lên YouTube quý vị bấm thuyền tuệ sang sông thì có giải thích Bát Nhã Tâm Kinh kỹ hơn. Nguyên bài để cho mình nghe cho nó đủ. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ giải thích sơ thì cái câu quý vị hỏi thôi. Rồi bây giờ mình một câu nữa là mình nghĩ ha. Ba mẹ con đã mất, anh em xảy ra bất hòa, ba mẹ ở dưới suối vàng có biết và nhìn thấy không? Dạ con mong thầy giải thích giúp con. Nếu nói sự thật là em không có biết, là tại vì gia đình quý vị bất hòa. Hai bác có thấy không thì hai bác biết chứ, Pháp Hòa đâu có theo dõi vụ này. Anh em bất hòa, cha mẹ ở dưới suối vàng có biết không? Có nhìn thấy không? Hoàn toàn không biết. Đã là sự thật đó. Nhưng mà trên cái phương diện tâm linh, chúng ta có thể tạm giải thích. Người mất không nhất định là ở địa ngục suối vàng. Tại vì cái chữ suối vàng là chúng ta dịch từ cái tiếng Hán, người xưa người ta gọi người mất là huỳnh tuyền, trốn huỳnh tuyền, cho nên chúng ta dịch ra tiếng Việt là suối vàng. Và mình nói là cái người đó quá vãng, đi theo cái suối vàng đó, đi vào cái đi vào như là một cái người đang ở cái chốn suối vàng đó, cái dòng nước mà để giống như dòng nước trôi chảy mà đưa mình đi tái sinh vậy đó. Nhưng mà cho dù cha mẹ mất lâu mất mau, cái báo hiếu tốt nhất là anh em sống hòa thuận. Tại vì có cái phương pháp cầu siêu cho người thân mình, ngoài những cái buổi tụng kinh cầu nguyện đó, cái năng lực mà siêu độ cho người mất tốt nhất đó là anh em không nên bất hòa. Vì anh em bất hòa là một năng lực không tốt. Rõ ràng người sống là đã không tốt rồi. Rồi khi mình cầu nguyện á, có cái năng lực gì đâu cầu. Tại vì mình đang không thích người này, không vui với người kia, thì trong người mình chỉ tỏ ra những cái năng lực không lành mạnh, không an vui, thì chắc chắn không ai hưởng được hết. Người sống cũng không cảm nhận được. Thôi bây giờ đừng nói chi cha mẹ còn chết rồi xuống dưới rồi mình có biết không. Bây giờ bữa nào mình mời ba mẹ tới nhà ăn một bữa cơm gia đình mà anh em cãi vã bất hòa đó, bây giờ hỏi thử cha mẹ ngồi ăn cái bữa cơm nó ăn nổi không? Nếu mà có đi nữa thì ráng nuốt cho nó trôi mấy hộp,
cho nó rồi một bữa chứ còn vui là không. Mà nhiều khi còn nghĩ trong cho cái giờ này nó xong cho rồi để đi về, cho nó tan hàng, chứ còn không muốn thấy cái cảnh này. Cho nên không cần phải hỏi gì hết, cứ một cái chuyện bình thường là cái sự bất hòa sẽ mang lại rất nhiều là bất lợi cho người sống và kẻ chết. Ngay người sống là không lợi rồi, thì làm sao người chết hưởng được cái gì? Bất hòa là không kết hợp được. Mà không kết hợp được thì làm sao nó thành một cái hiệp tâm mà hồi hướng cho người thân. Cho nên tốt nhất là quý vị nên làm sao giải quyết được những cái bất hòa trong gia đình, để mà tạo nên một cái năng lực cho người thân của mình. Mẹ của con năm nay 72 tuổi bị bệnh Parkinson, đầu óc không minh mẫn. Con rất thương mẹ nhưng con không hiểu sao con không đủ kiên nhẫn nói chuyện với mẹ. Và những lời nói đều mang hướng vì mẹ, những lời nói mẹ đều mang hướng tiêu cực và nghĩ xấu về người khác. Mặc dù con cố gắng rất nhiều để hòa hợp với mẹ, nhưng sao con vẫn không thể bình tâm được khi đối diện với mẹ. Con buồn lắm thầy. Con hy vọng hữu duyên thầy đọc và cho con lời khuyên. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa đủ. Tại vì mình đã biết rất rõ là mẹ bệnh, mà đầu óc không minh mẫn. Không cần đợi tới Parkinson. Một người già thường hay sanh cái tâm thấy tầm bậy tầm bạ, thấy người này vô phòng mình, thấy người kia vô phòng mình ấy. Nói chung là người già, đó là tất cả những hoang tưởng của người già. Lẽ ra mình là người thân, mình nên thông cảm, chấp nhận, để mà vì mình biết cái đó không phải từ mẹ, mà do cái bệnh, do cái tưởng của mẹ, do cái hoang tưởng, chứ không phải là mẹ muốn như vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái này là khó. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không làm được, chỉ là khó thôi mà, phải không? Cho nên gọi là hy hữu, khó thôi chứ không phải không làm được. Vậy thì cô đã cố gắng, nhưng mà cố gắng chưa đủ. Cho nên cố gắng đủ thì mình sẽ không còn phiền não. Thứ hai là gì? Mình nên ngoài sự chăm sóc ra, mỗi ngày mình ngồi đó, mình dùng cái định lực bằng cách mình tu tập để mình cảm hóa cái bệnh của mẹ cũng như cái môi trường ở trong đó. Cái gì nó cũng có cái hoàn cảnh, cái môi trường chứ. Ví dụ như một cái người đó, người ta ở trong một cái phòng tối thì cái khuynh hướng sợ ma lâu ngày nó sẽ có mặt. Tại vì người ta ở trong một cái phòng tối lâu ngày. Rồi cái người mà mình bỏ họ ở nhà hoài, mới đầu họ ok lắm, nhưng mà từ từ họ sẽ sanh một cái bệnh trầm cảm và cô đơn. Tại vì môi trường của họ mỗi ngày là không có một người nào tiếp xúc hết. Cho nên mình phải thông cảm, mình phải hiểu. Một con người bình thường, nhưng nếu ở trong một hoàn cảnh nào lâu ngày cũng đều không tốt. Ngày hôm qua đó, mấy huynh đệ ngồi tâm sự, chia sẻ, nói chuyện, thì mình bàn tới một cái chuyện là con người có hai cái vấn đề gọi là cực với khổ. Ví dụ có những cái nơi chốn mình sống rất là cực, làm việc rất là cực, nhưng mà mình có niềm vui, cho nên cực mà không khổ. Nhưng mà có những nơi á, mình đã cực rồi mà mình còn bị người ta hành sách, hành hạ cái tư tưởng của mình nữa. Đó là cực khổ đó. Tại vì đối với tinh thần là bị khổ, mà đối với thể xác là mình cực. Thức khuya dậy sớm làm lụng chịu được, nhưng mà nếu gia đình đó mà vui vẻ, cởi mở, hài hòa với nhau, cực mà không khổ. Nhưng mà có những hoàn cảnh chúng ta vừa cực mà vừa khổ. Cực cái thân mà khổ cái tâm. Vì chúng ta phải sống như một cái môi trường lúc nào cũng dòm ngó mình, chỉ trích mình. Làm sai á, nếu mình nói á, thì lấy cái câu ra: oan ức không cần biện bạch. Nếu mình làm đúng thì im lặng đi, đừng có nói gì hết. Để lúc nào cũng lấy cái năng lực của người lớn áp đảo xuống, hay là một người chủ đã áp đảo với người làm, thì cái này là mình bị tinh thần. Ngoài ra còn phải làm biết bao nhiêu cực, việc cực, cho nên vừa cực vừa khổ.
Hồi xưa có những thiền viện á, cái thời khó khăn nghèo á, tất cả tăng ni phải ra làm việc hết, trồng rau, làm ruộng, làm chao, làm tương, làm tất cả để có một cái nguồn tài chánh để cho chùa. Thì vị hòa thượng, vị thiền chủ, hòa thượng viện chủ đó, hiểu được cái tâm lý, cho nên đó, ngài cho các vị tu sĩ đó, làm ruộng xong nửa ngày. Thí dụ sáng 9-8 giờ ra ruộng, ra ruộng cho tới 10 giờ rưỡi dừng việc làm, kéo nhau lên uống ly trà, miếng nước, ăn miếng bánh, rồi hát hò một vài câu cho thoải mái, rồi bắt đầu xuống làm tiếp một chút, rồi đi ăn trưa, nghỉ trưa một chút là bắt đầu học. Như vậy trong thiền viện, sáng làm việc, chiều học. Và vì công việc cực nhọc, để cho mọi người có tinh thần thoải mái, ngài cho hát hò vui vẻ với nhau, nhưng mà những bài thiền ca trong đạo để sách tấn với nhau. Nhưng một dạo nào đó mọi việc đó ổn định thì ngài giảm cái này lại. Ngài nói ngày xưa tôi cho là bởi vì tất cả các vị đều còn trẻ, tôi phải cho các vị có niềm vui để mà phấn chấn tinh thần, vừa làm cực mà không có cảm thấy bị tinh thần khó khăn. Bây giờ các thầy đã lớn rồi, sự tu tập của các thầy đã vững chãi, thì các thầy phải bớt cái này lại, đầu tư vào cái việc tu tập nhiều hơn. Như vậy là một người thầy rất hiểu, rất sáng, và đã làm cho cái môi trường tu học không có bị cực mà không khổ. Gia đình mình cũng vậy, tổ chức làm sao mà cho con cái người thân của mình, nhất là những người thân mà về làm dâu, về làm rể, về giúp đỡ cho mình đó, phải tạo cho người ta một cái không khí người ta sống mà người ta không cảm thấy khổ. Cái cực người ta có thể chịu được, mà cái khổ là khó lắm. Đấy, cho nên đó, là mình phải hiểu được mỗi người có một cái môi trường. Và mình là một Phật tử, mà nhất là mình đang chăm sóc cho mẹ chứ ai đâu. Cho nên cố gắng nhẫn nại một chút, mở lòng một chút, thêm một chút nữa thì mình sẽ đi tới chỗ. Giống như mình sắp tới nơi rồi, và xin thưa là cái thời gian mình chăm sóc như vậy nè, không có lâu. Mình đã ráng được bao nhiêu năm rồi, bây giờ ráng chút nữa thôi thì sẽ được thôi. Mà mình nhớ là đây là bệnh chứ không phải là cố tình. Nên mở lòng như vậy để chúng ta có được cái tâm an bình khi mà mẹ không còn nữa. Mình đã thấy là mình đã sống trọn hết tất cả những nhẫn lực của mình để chăm sóc cho mẹ già. Tại vì mình hiểu được cái nóng nảy của mình, cái bực bội của mình đó, trong cái lúc đó nó có. Nhưng mà cuối cùng mình phải trở lại làm gì làm. Thời gian mình với mẹ không lâu. Và nếu như mình để cái thời gian đó qua đi, có thể mình sẽ đi tới cái hối hận là mình không làm trọn cái câu đó. Và như cái bài chúng ta thường nghe đó, cái câu như thế này: thành tâm báo hiếu con quỳ, mẫu thân nay đã biệt ly dương trần, con chưa đáp được thâm ân, mà nay mẹ đã mãn phần còn đống. Nhắc ra thêm thảm thêm sầu, làm con chưa trọn được câu sanh thành. Nhiều khi mình nhớ những cái câu đó để nó giúp cho mình qua được những cái khó khăn trong lòng khó chịu. Nhưng mà nói cho cùng, mình đi khó chịu với một người bệnh mà là người thân của mình, là cha là mẹ. Cho nên mình hiểu cái tâm trạng đó, nhưng mà rồi Pháp Hòa chỉ để mình nhìn lại tại sao người dưng nước lã mình làm được, mà đây là người mẹ mình mà bệnh nữa. Cho các vị cố gắng đi, không, mình cố gắng nhưng mà cố gắng chưa đủ. Vì vậy cho nên mỗi ngày ráng đọc câu chú Bát Nhã lên: Yết Đế, Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Cái câu Yết Đế, Yết Đế là gì? Cố gắng, cố gắng là Yết Đế, Yết Đế. Bà La Yết Đế là cố gắng hơn nữa. Bà La Tăng Yết Đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ Đề, tới nơi rồi, xong rồi, Ta Bà Ha là viên mãn, là niềm vui. Vậy thì câu chú Bát Nhã có gì, có cái gì ghê gớm không? Không, mà
Cho nên trong này nói đây là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ. Đây là chú tối cao tối thượng, thị đại thần chú, thị đại minh chú là chú sáng chói. Thị vô đẳng chú không có nào có thể so sánh với chú này. Thị vô đẳng đẳng chú có khả năng trừ hết tất cả khổ, không có hư dối. Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Câu chú đó là gì? Là cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa, hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến nơi rồi, vui lên ta bà ha, mừng quá ta bà ha. Cho nên ta bà ha nghĩa là gì? Là rốt ráo, là viên mãn, là trọn vẹn. Cho nên câu chú nào kết thúc cũng bằng câu gì? Ta bà ha. Trở làm gì xong chưa? Dạ ta bà ha rồi. Em làm xong rồi đó, viên mãn rồi, rốt ráo rồi, mà thành tựu một cách trọn vẹn. Cho nên ai muốn thành tựu trọn vẹn, mỗi ngày trì cái câu Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc là cái câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, là gì? Là thành tựu, thành tựu một cách viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn, không có gì trở ngại. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Và câu đó chính là tâm chú của đại bi đó. Đại bi chú thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, nguyên cái bài đó cuối cùng nó chỉ rút còn có một câu cuối thôi: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Rồi nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh cuối cùng nó có một câu một thôi: yết đế yết đế. Mình đọc tiếng Phạn là ga tê ga tê, pa ra ga tê, pa ra sam ga tê, bồ đề xoa ha. Nó có hai loại: một là hy hữu, là hiếm có; hai là vị tầng hữu, chưa từng có. Vậy thì bây giờ cái mà chúng ta đang làm là hiếm phải không? Hiếm có. Nhưng mà làm được không? Được. Vị hiếm là hy hữu lắm, nhưng mình làm được. Khó lắm mà làm được. Cho nên đó, có một vị hòa thượng dạy vậy nè: khó thì không phải là dễ, mà dễ thì không phải là khó, phải không? Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Chỉ cần chúng ta chịu cực và chịu khó thì mới làm, mới vượt được cái khó. Chứ đâu phải không làm được, khó thôi. Trời ơi, cái này khó làm lắm nghe, nhưng mà làm được. Thí dụ như mình nói ăn chay khó ăn lắm nha, mà ăn được rồi là dễ. Tụng kinh khó lắm nha, tại vì buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà vượt được cái cơn buồn ngủ đó là thành. Vừa rồi ở trên Tây Thiên mình tổ chức khóa tu thiền cho chư ni, hơn 100 sư cô về tu 10 ngày. Phong Hòa hỏi mấy sư cô, mấy sư cô nói có bữa, những bữa ngồi thiền ngồi mà khóc. Hỏi tại sao khóc? Đau quá. Ngồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng ngồi đau quá khóc. Nhưng mà qua cái cơn đau đó rồi, qua cơn đau rồi hết khóc và cảm thấy rất là thích, là tại vì mình đã thắng được cái đau của mình. Mà nghĩ chừng như mình không làm được. Tu 10 ngày tất cả cell phone nộp hết, không ai được giữ phone trong 10 ngày đó. Không được nói chuyện ồn ào lớn tiếng, gần như là không nói chuyện. Không phải là 100%, nhưng mà 90 mấy% là không được nói. Trường hợp nào kẹt lắm cần nói thôi, chứ còn hoàn toàn mọi việc rất là tĩnh lặng nhẹ nhàng. Và nhất là cái ngồi thiền, ngồi lận 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, mà 10 ngày như vậy, 1 ngày 6 thời, 7 thời, mà các cô làm được hết. Có những bà già mình tưởng làm không được, làm được luôn. Phong Hòa hỏi sư cô ngồi thiền nói: dạ mấy ngày đầu con khóc quá trời, khóc nước mắt nước mũi chảy. Nhưng mà qua được rồi mình mới thấy trân quý. Chứ cái gì khó mà mình làm được mình thấy trân quý. Cho nên cô ráng đi, mai mốt bà cụ không còn thì cô sẽ thấy những ngày cô chăm sóc bà có giá trị lắm. Đừng để cái chuyện bực bội phiền não là mình hối hận về sau, mình thấy rằng mình không có đủ nhẫn nại. Phong Hòa nuôi mấy chú tiểu đó, có những chú đó, rất là cứng đầu khó dạy. Nhiều Phật tử vô biểu bỏ đi, trả về đi. Phong Hòa nói không. Nếu mà Phong Hòa trả về đó, lỡ nó đi du côn, nó làm bậy, thì mình sẽ hối hận. Hối hận hai việc: một là lòng từ bi mình chưa đủ,
mình đã chưa ôm ấp được một đứa nhỏ như vậy. Hai là sự nhẫn nhục mình chưa đủ, mình đã không chịu đựng được nó, mà lỡ trừ khi nào nó quyết định nó ra đi thôi, chứ còn bản thân mình không đuổi. Nó có hư thì mình dạy bữa này rồi nó qua ngày hôm sau, kệ nó, được ngày nào hay ngày đó. Chứ còn bây giờ mà đuổi nó đi mà lỡ nó hư là mình sẽ hối hận. Hồi xưa qua dạy mấy chú, cho nên 15 gần 20 chú, mà có những chú rất là khó dạy, mà Pháp Hòa không đuổi chú nào hết. Trừ khi nào chú nào lớn rồi, đủ 18 tuổi hay lớn khôn mà tự quyết định thì mình chấp nhận thôi. Chứ còn Pháp Hòa không có đẩy chú nào ra hết, vì lòng từ bi và sự nhẫn nại của mình không cho. Thì mình có thấy người dương mà mình còn làm được thì huống chi người thân. Thôi thì Pháp Hòa sẽ dừng ở đây để cho đại chúng nghỉ ngơi chút. Theo chương trình thì nếu thời gian cho phép thì mình còn thêm một buổi chiều để sinh hoạt lần cuối. Một số quý vị tới sau cũng như đại chúng còn thời gian cũng như sức khỏe thì chúng ta còn một buổi sinh hoạt nữa trước khi chúng ta kết thúc ngày này. Xin cảm ơn đại chúng. Ca sĩ ca lẻ về tới chưa?